Bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 565. Tướng quốc phủ cung cấp cho khách khai nhỏ lại viện lạc mặc dù không tính là cái gì hào trạch, nhưng cũng căn bản là tứ hợp viện quy mô cất bước, bất quá điểm ấy diện tích đối với đại tông sư phạm vi cảm ứng tuổi nói. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nói cách khác, từ nhiễm thanh mặc chống đỡ làm viện lạc là cửa ra vào kia một cái chớp mắt, dù là không có chủ động vận công, cả viện hết thầy động tĩnh đều đã tại nàng bị động phạm vi cảm ứng bên trong, nếu như hứa nguyên. Hắn hiện tại từ cửa sổ lật ra đi chuồn mất, trăm phần trăm sẽ bị tại chỗ bắt giữ duy nhất có thể làm được phương pháp đại khái xuất chính là để bạch mộ hy lên tiếng nói tối nay không tiện để nhiễm thanh mặc trở về có thể hỏi đế hắn mặc dù tiện tay đen tạm trú cửa đóng nhưng cửa sân không còn đóng bên ngoài tuyết tặng bên trên có vết chân của hắn mà là chỉ có tiếng chưa ra cái chủng loại kia một bên mặc quần áo hướng nguyên một bên dùng linh thị nhìn lướt qua bên ngoài không ngoài sở liệu nhiễm thanh mặc cặp kia đen nhánh con ngươi chính rời rạc trên mặt đất kia sắp bị tuyết bay vùi lấp dấu chân bên trên dấu chân rộng lớn rõ ràng là nam tử lớn tảng băng mặc dù ngây người điểm nhưng lại cũng không ngốc trước đó có thể sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng bị bạch mộ hy đuổi đi qua đi sau đó cũng hầu như có thể hiểu được ra một chút cổ quái tới dù sao toàn bộ tướng quốc phủ bên trong cái nào nam tử sẽ một nắng hai xương tìm đến bạch mộ hy trong lúc đang suy tư cửa sân nhiễm thanh mặc đã chậm rãi các bước hướng phía tạm chủ phương hướng đi tới kéo kẹt kéo kẹt yên tĩnh đêm đạp tuyết nhẹ nhàng nhiễm thanh mặc thanh âm mang theo một vòng nghi hoặc ta có việc muốn hỏi bạch tiên sinh bất quá hứa nguyên ngươi làm sao tại cái này á à? đến tặng đồ hâm dao kia nha đầu chết tiệt kia không nguyện ý giúp ta chân chạy cũng chỉ có chính ta đến đây chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu thoát ra mà nhìn thấy nhiễm thanh mặc đã bước vào cửa sân hướng nguyên con ngươi không tự chủ lại lần nữa co rụt lại nhanh chóng lết qua trên người mình cái này phức tạp cầm bào gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lột xuống tới cùng bên dương huyền văn giày cùng nhau ném vào tu di dưới cái này cầm y chính là văn áo pháp bào mặc cực kỳ phức tạp coi như mặc lên không ngay ngắn lì cái trong thời gian ngắn cũng sẽ lộ ra lòng lệ đổ đổ không bằng trực tiếp tùy ý bộ một kiện rộng rãi nho bào lại phối hợp một đôi gốc gỗ lộ ra nhà ở một chút dù sao lớn tảng băng trước kia cũng là quen thuộc hắn này tấm năng thang không bị trói buộc mặc tuy nghĩ thế hứa nguyên không có lại có bất cứ chút do so dự nào nhiễm thanh mặc bước liên tục nhẹ nhàng nhưng khoảng cách đi tới cửa trước cũng bất quá bài tám hơi thở thời gian đã sinh tử vận tốc tại hứa nguyên đem công pháp vận chuyển tới cực hạn liên là mặc quần áo thời điểm bạch mộ hy vẫn như cụ an tĩnh nằm tại trên giường một tay nâng chán đổ mồ hôi thầm lấy sợi tóc sắc mặt ửng hồng mềm mại bộ ngực cùng băng phẳng bụng dưới theo hơi có vẻ rồn dập thờ hồn hèn mà không ngừng chập trùng thậm chí nàng còn có tâm tình giả bộ như vô ý thức đem một đầu thon dài chẳng nón đùi ngọc nó cung lên chuyện này dù sao không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ là như công tử mong muốn để hắn vui vẻ mà thôi chỉ cần không đổ thêm dầu vào lửa an tĩnh ở một bên nằm ngửa chính là thắng nếu là kia ngốc nữ bởi vậy tức giận cùng công tử có kỉnh, nàng ngược lại có thể thừa cơ mà vào, chỉ là đáng tiếc, dựa theo nàng đối kia ngốc nữ tính cách hiểu rõ, coi như đụng thẳng, đối phương cũng đại khái xuất sẽ không. Đánh nàng, suy nghĩ ở giữa, Bạch Mộ Hy bỗng nhiên cảm ứng được hứa nguyên đang mục quang sâu ký nhìn chăm chăm nàng. Mẹ nhà hắn, mời đối mặt kia một cái chớp mắt. Hứa Nguyên liền phát giác được cái này Bích Loa Xuân là chuẩn bị nằm ngửa mở bày trưng hiện ra trà nghệ, không tới nàng thật đúng là dám thay đổi thực tiễn. Kéo kẹt, kéo kẹt, đạp tuyết âm thanh càng gần, Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ tu di dưới trung tướng một kiện nghiêm trình màu trắng tối y ném tới vẫn như cũ nằm ở trên giường giá chết tiểu bạch kiềm bên trên, sau đó gọn gàng mà linh hoạt chưa đâm nói. Đừng tại đây giả chết, y phục mọc lên, so cái phong hệ thuật phát tổi một chút phòng. Bạch mộ hy, một cái chớp mắt trầm mặc. Bạch Mộ Hi có chút bất đắc dĩ cầm món kia tổ y từ mềm mại trên giường ngồi dậy, bằng lớn mảng lớn ra thịt trắng loạn trần trụ bên ngoài, bắt đầu chậm chậm rãi sửa sang lại chính mình xốc xếch. yếm cùng quần lót, hướng nguyên khóe mắt nhảy lên, ngay tại hướng nguyên đang muốn lại lần nữa truyền âm thời điểm bạch mộ hy động tác bỗng nhiên nhanh cơ hồ một cái chói mắt công phu cũng đã đem món kia ném cho nàng tố y mặc chỉnh tề đồng thời trong phòng lấy ra sửa sang lại hết thẻ lộn xộn bạch mộ hy rất hiểu lúc nào nên làm cái gì công tử không có bảo nàng nàng có thể ở một bên nằm các loại nhiễm thanh mặc tiền đến nhưng nếu là kêu nàng nàng lại ở một bên giả chết mặc dù sẽ gây nên nhiễm thanh mặc cùng công tử ở giữa mâu thuẫn nhưng đối nàng mà nói cũng sẽ đưa đến phản hiệu quả trong lúc nhất thời ngoài cửa người đạp tuyết kẽo kẹt trong phòng hai người chỉnh lý tiếng sột soạt cuối cùng nâng theo lấy một trận gió mát cuốn qua trong phòng kia mang theo dầm mỹ khí tức hết thảy đều là chuẩn bị sẵn sàng ánh đèn sáng tỏ hứa nguyên một tiệc nông rộng nho sam hứng hờ nói uống nước trà mà đối diện bạch mộ hy thì cung kính ngồi quỳ chân là hứa nguyên pha lấy trà trong ấm trà nước trà lộc cộc lộc cục sôi trào hết thảy đều là như vậy bình ổn tương hòa từ tu di dưới bên trong chuyển ra trà án cùng đồ uống trà là bạch mộ hy đề nghị vì tự nhiên hơn dù sao, nửa đêm tới hắn dù sao cũng phải làm chút sự tình. Mà bên trong trong né mắt xuất hiện nước sôi cùng ngọn lửa tự nhiên cũng đều là tiểu bạch dùng đạo ổn xoa ra. Ngũ hành đạo vực, thật rất thuận tiện. Chỉ ít như xuyên qua mới bắt đầu gặp phải là bạch mộ hy, vậy hắn chí ít không cần lo lắng bị đông cứng chết. Thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình, hứa nguyên chợt phát hiện đối diện bạch mộ hy thanh mỹ khuôn mặt ưng hồng đến có chút quá mức, mà lại kia trên giường còn có một chút chưa từng thanh lý nước động Mẹ nó, quên đổi ga giường. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hướng nguyên chính là muốn đứng dậy, lên nghe, kèn kẹt. Cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, áo đen như mực thiếu nữ xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt nghi hoặc đào qua trong phòng, ta thấy hai người ngồi đối diện tại một bộ khay trà trước mặt. Cung cường ép ổn định chính mình cầm chén trà hơi phát sung tay, hướng nguyên cũng ánh mắt nhẹ nhàng quay lại quá mức hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn khẩn trương như vậy trước kia bị người vị hôn phu ngăn cửa bắt tại chỗ thời điểm đều không có khẩn trương như vậy qua đối mặt một cái chớp mắt hứa nguyên đặt chén trà xuống chống đỡ đầu gối từ bồ đoàn bên trên đứng người lên cười hỏi nhiễm thanh mặc ngươi tìm mộ hy có chuyện gì à? nhiễm thanh mặc chậm dài đến gần nhìn chăm chào một bên buông thõng tầm mắt sợi tóc hơi có vẻ sốc xích bạch mộ hy nhìn mấy tức trầm thấp nói ra ta muốn cùng bạch tiên sinh luận đạo luận đạo Hứa Nguyên lên tiếng, cưỡng ép em Nhiễm Thanh mặc ánh mắt một lần nữa hấp dẫn trở về. Luận cái gì nói? Vừa nói, Hứa Nguyên một bên dẫn lớn tảng băng hướng phía phòng thất nơi hẻo lánh bên trong tấm kia bàn vuông đi đến. Trả án là hai người bàn nhỏ, mặc dù cũng có thể ba người ngồi vây quanh, nhưng lại lộ ra trên trúc, cho nên Hứa Nguyên hành động này cũng coi là tự nhiên. Nhiễm Thanh mặc đi theo Hứa Nguyên bên người, đang hoàng trả lời. Bạch tiên sinh tu chính là ngũ hành đạo uẩn, mà ta là huyền băng đạo uẩn xem như ngũ hành đạo uẩn một loại diễn sinh đạo uẩn, trong đó có không ít chỗ đều có thể chung gặp lớn tảng băng lực chủ ý triệt để bị chính mình hấp dẫn hứa nguyên cũng liền thuận đề tài của nàng hướng phía dưới nói tiếp đi cũng đúng hai người các người tu vi đều đã chống đỡ lâm tông sư đỉnh phong đều là sắp dung đạo người xác thực nói chuyện một nửa hứa nguyên ra đầu chính là tê dần ban ngày bị lâu cơ phá hủy một nửa hộp quà giờ phút này chính lẳng lặng nằm tại tấm kia bàn vuông phía trên vừa rồi còn tại tán tỉnh giai đoạn chỉ là phá hủy phong còn chưa dùng tới cái này tiểu vật kiện giờ phút này gặp lại hứa nguyên ngư khí đều khải bán một cái chớp mắt xác thực có thể trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn căn bản không kịp thu thập hết thầy căn cứ chính xác vật Bắt quá nghĩ lại hướng nguyên bỗng nhiên cũng liền không hoảng hốt bạch mộ hy ban ngày đều nhận không ra lớn tảng băng không có đạo lý có thể nhận biết cái đồ chơi này nhiễm thanh mặc hơi có vẻ kỳ quái lườm hướng nguyên một chút thuận ánh mắt của hắn nhìn lại nhìn chăm chăm kia ngắn chui phất chân nhìn một cái chớp mắt đen nhánh thanh tịnh con người lấp lế thanh âm mang theo kinh ngạc bạn chuẩn bị xen tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nhà tập 566 hở hứa nguyên ngươi làm sao cũng có cái này đầu óc đứng máy một cái trước mắt hứa nguyên thử thăm dò hỏi ngươi biết đây là cái gì nhiễm thanh mặc đương nhiên trả lời đây là phát trần nguyện kiếm á không phải sao phát trần nguyện kiếm cái gì phát trần nguyện kiếm hứa nguyên duy trì lấy bình tĩnh thần sắc cười nhẹ lên tiếng hỏi người trước kia gặp qua thứ này nhiễm thanh mặc không chậm trễ chút nào gật gật đầu trả lời mê mông ta trước kia tại sư nương trong phòng gặp qua tương tự phúc hứa nguyên không có kéo căng ở hai cái lão đăng chính mình chơi đến đều như thế hoa dạy nhà mình đổ đẽ như thế bảo thủ nhiễm thanh mặc nghi ngờ trước mắt một cái ngoái nhìn thế nào không có không có gì chỉ là loại này và thi hạn không nghĩ tới kiếm tông cũng có bình tĩnh mà xem xét thứ này tại đại viêm cái này phong kiến hoàng triều bên trong xác thực rất hy hữu tầng dưới chót bách tính quan niệm bảo thủ mà từ xong tu công pháp bị đánh nhập tà công về sau tu giả quan niệm cũng dần dần bảo thủ để rất nhiều tương quan sản nghiệp đều hứng chịu tới trọng thương Khiếm thấy sao? Cái này phất trần bên trong trận văn chỉ là bình thường nhất chuyển linh trận anh. Nhiễm thanh mặc có chút kỳ quái, rồi ra ngọc thủ trục vào kia thủ đôi, nhưng do dự một chút, vẫn là trước quay đầu nhìn về bạch mộ hy. Bạch tiên sinh, ta có thể sử dụng một chút ngươi cái này phất trần nguyện kiếm sao? Có thể, bạch mộ hy cúi đầu, tạ ơn. Nhiễm thanh mặc trực tiếp thuận tay cầm lên bàn kia bên trên ngắn chui thủ đôi, chuyển mắt nhìn về phía hướng nguyên. Hứa Nguyên, ta khi còn bé dùng nó luyện qua kiếm đây. Hứa Nguyên chán hắc tuyến đã mắt trần có thể thấy. Cầm cái đồ chơi này luyện kiếm, kiếm tông kia hai cái lão đang đến cùng đang làm gì? Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy cái phản ứng này thực sự quá lớn, đành phải trơ mắt nhìn trắng noãn như tờ giấy lớn tảng băng đem kia nhỏ đồ chơi tóm vào trong tay. Cầm ngắn chui phất trần, nhiễm thanh mặc thanh đạm gương mặt mang theo một vòng thất lạc. Bất quá không biết vì cái gì, sư nương phát hiện qua sau liền rốt cuộc không có để cho ta dùng qua nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một trận yếu ớt nguyên khí ba động kia tướng mạo của quài ngắn chui đột nhiên bắt đầu xì 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 run rẩy lên mà phía sau kia mềm nhung thủ đuôi thì bắt đầu ở trong không khí nhẹ nhàng lắc lư nhiễm thanh mặc tay nhỏ cầm kia từ từ phát sun ngắn chui đưa tay nghi đến hứa nguyên dương lên thanh âm thanh nói ra hứa nguyên với cái này cùng sư nương cái kia giống như a à. nói nhiễm thanh mặc rót vào nguyên khí hơi đổi ngắn chui phát trần cuối cùng lông tơ trong nháy mắt kéo thẳng thành kiếm đem nó nắm tay bên trong múa một cái kiếm hoa lờ mờ đáng nhìn kiếm quang rất ra hứa nguyên anh thật có thể làm kiếm dùng hứa nguyên bỗng nhiên có chút không xác định cái đồ chơi này ngược lại là phất trần nhuyễn kiếm vẫn là thủ đuôi nhận thanh mặc nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hứa nguyên nhẹ nhàng giải thích nói dùng cái này phất trần nhuyễn kiếm ngươi đến khống chế nguyên khí lơi lòng độ chính xác không phải phần đuôi liền sẽ xốp phiêu đáng mà lại kiếm này cực cùn như kiếm kỹ không tinh phía trên long tờ cũng sẽ trở ngại kiếm quang rất ra rất rèn luyện người nói nàng ánh mắt thanh tịnh nhìn một cái hứa nguyên bàn tay đưa tay hướng về phía trước một đưa hứa nguyên ngươi thật giống như cũng dùng kiếm có muốn thử một chút hay không hứa nguyên từ nhiễm thanh mặc trên tay đem phát trần nguyện kiếm nhận lấy trực tiếp ném vào tu di dưới bên trong tạm thời không cần nói hứa nguyên trực tiếp phát tay quét qua đem thủ tay và trang sức ngày tiếp theo hộp quà cùng nhau thu nhập tu di dưới bên trong nhiễm thanh mặc nhìn thấy một màn này trong mong nhìn chằm chằm hứa nguyên tu di dưới nhìn một cái chớp mắt nhỏ giọng hỏi hứa nguyên ngươi có thể nói cho ta cái này phất trần nhuyễn kiếm mua ở đâu sao thế nào ngươi cũng muốn mê mơ ta hỏi sư nương nàng một mực không chịu nói cho ta nàng có thể nói cho ngươi mới là lạ trong lòng nhà rãnh một câu ngốc bức hướng nguyên cười nói ra cũng đừng nghĩ đến mua ngươi nếu muốn ngay sau ta trực tiếp đưa ngươi một thanh liền tốt đưa ta thứ này mặc dù hiếm thấy nhưng kỳ thật cũng không quý nhiễm thanh mặc há to miệng muốn nói điểm gì lại bị hướng nguyên trực tiếp đưa tay đánh gãy hướng về phía bạch mộ Hi vẫy vẫy tay mộ Hi, tới mới nhiễm thanh mặc ngươi hẳn là nghe được đi bạch mộ hi thản nhiên đứng lên một tiệc nghiêm trình màu trắng tố y đem nhiều điệu đường cong bao khỏa nhưng trong lúc hành tẩu kia bị màu trắng lăng la lụa vừa bao khỏa chân trần vẫn như cũ chập trờn nàng không sỏ dày bất quá đây là phòng của nàng cũng là không tính đột ngột dẫm lên băng lãnh mặt đắt đi và nhiễm thanh mặc trước mặt nàng ứng hồng đến sắc mặt đã vận công khôi phục ngày xưa trắng nón tiếu dung điềm tính thanh mặc me tỉ tỉ ngươi trực tiếp gọi ta mộ hi liền tốt về phần như lời ngươi nói luận đạo ta cũng gặp phải một chút bình cảnh tất nhiên biết gì nói nấy Tạ ơn, Nhiễm Thanh mặc gật cật đầu, gặp bắt ra nguy cơ chuyện để giải trừ, Hứa Nguyên đưa tay vô vỗ hai nữ phía sau lưng cười nói ra, "Được rồi, đều không phải là ngoại nhân liền khách sáo, ngồi chuyện vãn đi." Nói, Hứa Nguyên nắm Nhiễm Thanh mặc tay đưa nàng dẫn tới phương trước mặt bàn đưa lưng về phía giường một phương ngồi xuống, mà chính mình thì cùng Bạch Mộ Hi một người một phương, tương đối ngồi xuống. Hứa Nguyên nhẹ nhàng chụp chụp bàn, dẫn đầu lên tiếng nói, trở lại chuyện chính ta nhớ được nhiễm thanh mặc ngươi thật giống như đi được hóa đạo con đường mà mộ hi thì là dung đạo con đường trong lúc này không có xung đột á có một chút khác biệt nhưng trăm sông đổ về một biển nhiễm thanh mặc nhẹ giọng giải thích một câu trực tiếp đơn đao trực nhập nâng lên thon dài ngọc thủ nâng theo lấy một trận đạo uẩn ba động một tầng phảng phất có thể đông kết thời gian cùng không gian băng tinh thoáng qua bám vào tại nàng làn ra mặt ngoài bắt đầu kể ra chính mình gặp phải bình cảnh Ta đi hóa đạo chi pháp là kiếm tông cuối cùng nguyên thủ một, lấy đạo uẩn không ngừng rèn luyện thân thể, tựa như hiện tại, ta đã có thể đem thân thể bộ phận hóa thành đạo uẩn huyền băng, nhưng băng tinh không giống trong ngũ hành, thủy hóa hai đi, cuối cùng cũng có thực thể, không cách nào triệt để bắt chước ngụy trang, mà không cách nào tiếp tục, kia hóa đạo đột phá binh cảnh liền xa xa khó vời, Mộ Hi ngươi có gì tốt đề nghị à? Bạch Mộ Hi ngồi ngay ngắn ở cái ghế, eo nhỏ nhắn liễu tuấn lưng đến thẳng tắp, hơi tư sấn, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, một viên từ đạo uẩn ngưng tụ ra huyền băng tức thời phú hiện ở ba người trước mặt chỉ một thoáng nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống rất nhiều làm sao những này bạch mộ hy mới nhẹ nhàng nói ra âm thủy dương lửa lấy ngưng gió do xoay âm thủy lấy thành băng đây cũng là ngũ hành đạo uẩn bên trong đi băng chi thuật thanh mặc tỷ tỷ người tu huyền băng đạo uẩn tựa hồ là trực tiếp từ đạo âm dương bên trong thái âm chi khí trực tiếp ngưng tụ mà ra huyền băng đạo uẩn nói đến đây bạch mộ hy nói đến đây sự tình lại hơi dừng một chút còn đang nghi hoặc hướng nguyên ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ không để lại dấu vết hướng phía dưới nhìn sang chỉ gặp một đầu thon dài thẳng tắp đùi ngọc từ nặng nề bàn vuông hạ thân tới bị màu trắng dày đặc tơ lụa hoa văn bao khỏa hoánh chân trần tìm được trên đùi của hắn mũi chân nhẹ nhàng vuốt ve hắn bên đùi không hề đất đoạn hướng lên khuế mắt nhảy lên hướng nguyên không để lại dấu vết đưa tay bắt lấy cái này non mềm chân trần hướng bên cạnh đầy ánh mắt mang theo cảnh cáo chừng đối diện muốn đua lửa bích loa xuân một chút nhưng sau một khóc bạch mộ hy cái kia chân ngọc lại che kín đi lên sắc mặt thanh lãnh như thường đối nhiễm thanh mặc thấp giọng đề nghị thanh mặc tỷ tỷ ngươi không ngoại thường nghịch hướng giải tỏa kết cấu thái âm chi khí dị cách hóa huyền băng đạo ổn. bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 567. luận đạo là cái cao đại thượng tử ngữ nhưng nếu đem nó nhu toái hiện ra tại mặt người trước bản chất kỳ thật cũng chính là trao đổi lẫn nhau tu hành kinh nghiệm từ cơ sở thảo luận đầu nào kinh lạc nguyên khí chuyển hóa hiệu suất tối cao, lại đến tiến giai thảo luận như thế nào tại chiến đấu bên trong đồng thời vận chuyển hai loại thuật pháp mà không tàu hỏa nhập ma, những này đều có thể. đột xưng là luận đạo, đại viên cảnh nội phần lớn võ bị cơ quan đều sẽ định kỳ tổ chức một lần cơ lớn luận đạo học tập cơ hội, điều động một lượng tên cường giả cho phía dưới giải học. bất quá liên quan đến đạo ổn luận đạo vẫn là rất hiếm thấy. Bởi vì đạo ổn cùng tu vi khác biệt, cái đồ chơi này không có quy luật có thể nói. Tựa như giữa người và người thể chất không thể cua đũa cả nắm, coi như hai người có được cùng loại đạo ổn, có thể lĩnh ngộ phương thức lại cố gắng ngày đêm khác biệt. Cũng tỷ như hứa nguyên hắn mị thần đạo ổn. Hắn là thông qua ngữ sơ lưu cho hắn mị thần ấn ghi ta khuyến cảnh bên trong hơn 10 năm thay đổi một cách vô trì vô giác bên trong lính ngộ, mà trên sử sách lại ghi chép qua có người vèn vèn chỉ ở đại hôn chi. Dạ cung trượng phu ngủ một giấc liền trực tiếp lĩnh ngộ, đạo ẩn loại vật này rất quái lạ, cho dù người ta dốc túi tương thụ, không chút nào giữ lại tay cầm tay dạy người, mà người cũng dựa theo kinh nghiệm của đối phương từng bước một đến, cuối cùng đại khái xuất cũng là lĩnh ngộ không? Được, giống tối nay nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy dạng này luận đạo thật rất ít gặp, một là bởi vì liên quan đến đạo ẩn rất khó bổ sung, thứ hai là bởi vì đạo ẩn cơ hồ đều là tu giả lớn nhất át chủ bài chỗ thổ lộ tâm tình khó dò tu tới dung thân về sau ta nắm giữ đạo ẩn hứa nguyên ngẫu nhiên cũng có đang suy nghĩ tương lai mình phương hướng tu hành chi nhánh đã ở trước mắt xuất hiện hắn tạm thời còn chưa xác định chính mình là nên làm từng bước đột phá đại tông sư sau đó tiến giai nguyên sơ vẫn là cùng nhà mình lão cha từ dung thân nhảy qua tông sư chi cảnh trực tiếp đột phá nguyên sơ nếu là cái trước hắn nên lấy cỡ nào phương thức tiến giai đi khi nói vẫn là đi hồn đào tiên thiên đạo thể cùng đến tiếp sau thân thể dị biến mang tới cứng cỏi đan điền cùng thức hải để hướng nguyên hắn bất luận đi đâu con đường đều có thể thành thạo điêu luyện Bất quá nếu là luận độ phù hợp, đi hồn đạo tu giả không thể nghi ngờ càng có thể phát huy ra mị thần đạo uẩn cái kia quỷ mị khó phòng đặc tính. Còn nếu là đi lão cha khai sáng con đường kia truy cầu cực hạn, hứa nguyên lại có chút do dự muốn hay không nghĩ biện pháp lĩnh ngộ một loại khác hoàn toàn mới đạo uẩn mị thần đạo uẩn rất không tệ khiến người ta khó mà phòng bị nhưng hắn dù sao không phải tô cần huyên như vậy chân chính mị hồn ma thể không phải khí cơ một khóa liền có thể phát động hứa nguyên hắn muốn làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh liền trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm bị thương đối phương hoặc là dùng mị thần đạo uẩn thuận đối phương khí co đi ngược dòng nước lặng yên rót vào đối phương thể nội. theo tu vi lên cao nếu là gặp được hứa trường ca thiên diễn loại kia chân chính cùng dài vô địch kia mị thần đạo uẩn uy hiếp liền sẽ thẳng tắp hạ xuống cái này loại người đều cẩn thận tới cực điểm bản thân có đại lượng hùng hậu át chủ bài để bọn hắn căn bản sẽ không sốt ruột không nóng này tương đương cơ hồ sẽ không phạm sai mà hắn cái này mị thần đạo uẩn nhất định phải cẩn thân đặc tính rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát giác ý đồ từ đó nghiêm phòng tử thủ cứ như vậy mị thần đạo uẩn liền thành gân gà đánh kẻ yếu không cần đánh cường giả không có cách nào dùng cho nên, Hứa Nguyên đối với tối nay Nhiễm Thanh mặc cùng Bạch Mộ Hy luận đạo nội dung thật cảm thấy rất hứng thú, bởi vì cố gắng có thể làm cho hắn tìm tới một cái phương hướng mới. Nhưng là, Hứa Nguyên bây giờ lại cảm giác cả người đều là tê dại, tê dại, bị Đường Vân Tơ trắng bao khỏa chân ngọc y mắng hoạt động, kia non mềm mà ấm áp xúc cảm phảng phất xuyên thấu quần áo nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy luận đạo mặc dù vẫn tại tiếp tục nhưng hứa nguyên lại là hoàn toàn nghe không được nội dung mới từ tiến tai trái nhập liên lập tức tự tai phải vọt ra ngoài thuần khiết tờ trắng trực tiếp hấp dẫn đi hàn sáu thành lực chủ ý về phần còn lại bốn thành thì hết sức chăm chú đặt ở nhiễm thanh mặc trên thân lớn tảng băng thế nhưng là tông sư đỉnh phong chỉ cách lấy một cái bàn cũng là đại tông sư đỉnh phong bạch mộ hy cố gắng có thể lẩn tránh nàng cảm giác nhưng hắn bên này như hơi động đậy một chút nhiễm thanh mặc đoán chừng liền có thể phát hiện không đúng chỉ ngẫu nhiên có thể sử dụng ánh mắt cảnh cáo chừng bên trên đối diện kia bích loa xuân một chút công tử ánh mắt bạch mộ hy tự nhiên là cảm nhận được bất quá nàng không quan trọng vẫn như cũ một bên cùng trước mắt ngốc nữ trao đổi đạo uẩn tầm đắc một bên tự mình dùng chính mình hồng ánh mũi chân tại công tử phía trên hoạt động lên còn tại thất thành minh lúc ắt quỷ nữ nhân kia không chỉ một lần cùng nàng nói qua chuyện nam nữ đúng tư mệnh đại nhân ngươi hôm qua phát hiện sao xen ra là không có phát hiện anh hôm qua ngươi đến bản quan tẩm cung thời điểm lê tinh nam nhân kia cũng tại à, cũng ta cùng một chỗ ở tại tại màn này phía sau rè mặt lê tinh ái mộ ngươi nhiều năm như vậy mặt ngoài một mực cự tuyệt bản quan nhưng kết quả đây hơi mị hoặc một chút hắn còn không phải bó lên trên bản quan giường ngươi là không biết á hôm qua cách mạc liêm nghe được ngươi thanh âm thời điểm hắn có thể lai kình mắc mó gì tới ngươi đương nhiên không liên quan người chuyện địa cung này như thế không thú vị bản quan chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ một chút chuyện lý thú mà thôi nam nhân đều là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực sinh vật chờ xem bọn hắn mặt ngoài nói cái gì muốn nhìn thân thể bọn họ làm cái gì mà lại càng đầm kích thích sự tình bọn hắn thường thường sẽ càng nóng chung tốt tốt bản quan biết điểm người giống kia họ tần liền sẽ không truy cầu kích thích bất quá tư mệnh đại nhân ngươi như kiên trì người muốn đi đường có lẽ ngày sau có thể dùng đến ta hôm nay à đến lúc đó nhớ kia ở trong lòng hào hảo cảm tạ một chút bản quan lạc 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 luận đạo ở giữa từng cái đạo ổn thuật pháp ngưng tụ không ngừng dẫn động tới trong phòng nguyên khí chấn động màu trắng tối y bị gió nhẹ phất động nổi bật bạch mộ hy thanh mỹ khuôn mặt bên trên một màn kia không nhiễm bụi bặm khí chất điềm tĩnh mà tự nhiên hào phóng năng hiểu được từ lúc nào lộ ra dạng gì thần sắc hiện ra dạng gì khí chất thanh khiết tiên tử đi xuống làm dâm mỹ sự tình càng có thể câu người bạch mộ hy biết mình xuất hiện quá chậm muốn đổ vận đều phải dựa vào chính mình tự tay đi tranh thủ Ngốc nữ đêm nay đột nhiên tới, nếu là không làm chút gì, luận đạo về sau công tử đại khái xuất sẽ cùng theo cái này ngốc nữ cùng rời đi. Công tử mặc dù bây giờ nhìn thật rất tức giận, nhưng mũi chân kia cứng rắn như sát xúc cảm lại nói cho nàng, ất quỷ lúc trước kể ra kinh nghiệm tuyệt đối không phải nói ngoa. Hừ, nếu là thật sự muốn cự tuyệt nàng, công tử đại khái có thể trực tiếp vận công đè xuống cái này xóa tàn niệm, có thể hắn không có, công tử cũng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nam nhân đâu. Bất quá cái này ngốc nữ cũng thần ngốc, đúng như công tử mới lời nói, chưa cho phép, thật không có chút nào sẽ dùng ý hồn giám sát bốn phía suy tư ở giữa yên tĩnh trong xương phòng biến cố nhân lại bạch mộ hy cùng kia ngốc nữ kể ra đến một nửa ngứa bỗng nhiên ngừng lại không bị khống chế mất mảy môi mà một bên thần sắc giống như băng nhiễm thanh mặc cũng là có chút mất tự nhiên giật giật thân thể tạm trú bên trong bởi vì hai nữ tạo ra hàn băng mà hạ xuống nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt ấm lại rất nhiều hai nữ còn đang nghi hoặc một mực bị động tiếp nhận hứa nguyên bỗng nhiên giơ bàn tay lên mấy cánh màu đen hoa anh đào giống như mộng bay xuống một cái chớp mắt yên lặng về sau hứa nguyên khinh nhu lên tiếng hỏi các ngươi mới vừa nói hóa đạo cần đem thân thể dị cách hóa sau ngưng thực vậy ta ngày sau cũng được đạo này đường lấy cái này mị Thần đạo uẩn đặc tính hẳn là không biện pháp làm được điểm này á người không thể bị nghẹn nước tiểu chết hứa nguyên cũng không thể nào để cho mình bị tiểu bạch cái này trà xanh nắm vừa nói hứa nguyên thân thể hơi giật giật một sợi mị thần đạo uẩn trực tiếp thuận bạch mộ hy từ bán hạ đưa qua tới chân dài tràn vào nàng thể nội thẳng thắn đạo uẩn chi luận đã xem như thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành không có bất kỳ cái gì phòng bị tiểu bạch trực tiếp trúng chiêu bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 568. bạch mộ hy trắng hơn tuyết ba phần thanh mỹ khuôn mặt bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nổi lên một trận mê người ửng hồng tạt hắn bắp đùi đùi ngọc giống như bị chạm điện thu về lớn tảng băng nhìn xem hứa nguyên gọi ra đạo uẩn thanh lãnh thần sắc vẫn như cũ nhưng khuôn mặt bên trên cũng có chút nổi lên một tia đỏ ửng đang hoàng nhỏ giọng nói ra hứa nguyên ngươi đạo này vẫn ảnh hưởng đến chúng ta hứa nguyên giả bộ như không hiểu hơi có vẻ nghi hoặc các ngươi thế nhưng là đại tông sư đỉnh phong đương của ta hoàn hẳn là ảnh hưởng đến không đến các ngươi à nhiễm thanh mặc kiên nhẫn giải thích nhưng giọng nói chuyện lại dần dần gấp rút ta ta cùng bạch tiên sinh nàng đều không có vận vận công phòng hộ cho nên trình độ nhất định có thể ảnh hưởng hứa nguyên đôi mắt lấp lóe ngư khí lo lắng vậy ngươi không có sao chứ nhiễm thanh mặc nghe vậy nghiêm túc cảm ứng một chút thân thể của mình đỏ mặt nói chỉ là hơi nóng vậy ta lập tức triệt tiêu rất lời kia mấy cánh màu đen hoa anh đào tức thời biến mất tại trong phòng sau đó hứa nguyên nhìn xem nhiễm thanh mặc hỏi hiện tại còn nóng á có chút nhiễm thanh mặc về muốn hay không đem áo ngoài thoát hứa nguyên thử đề nghị nhưng lời còn chưa dứt nhiễm thanh mặc tiện tay ngưng kết ra một tầng hàn băng dán tại chính mình non mềm gương mặt bên trên hướng về phía hứa nguyên lắc đầu không cần dạng này đã tốt lắm rồi Nói đến đây, Nhiễm Thanh mặc đen nhánh đôi mắt thuận thế nhìn phía một bên Tiểu Bạch, nàng phát hiện Bạch Tiên Sinh trạng thái giống như có chút không đúng. Bạch Mộ Hi giờ phút này đã cúi đầu xuống, ba búi tóc đen rủ xuống khuôn mặt, chế khuất nàng ưng hồng dung nhan, hai tay nắm chặt tố ý, bàn hạ kia một đôi bị màu trắng bao khỏa đùi ngọc chăm chú mất máy. Nhiễm Thanh mặc thấy thế vội vàng quan tâm hỏi, Bạch Tiên Sinh ngươi thế nào? Lớn tảng băng nhiều lắm là xem như bị mị thần đạo uẩn tác động đến, mà Bích Loa Xuân cũng là bị chính chúng hồng tâm. Một cái chớp mắt trầm mặc về sau, Bạch Mộ Hy run thanh âm, khép lại hai chân nhẹ nhàng vuốt phê. Ta ta, không có việc gì, công tử đạo uẩn thần dị, ta có chút chống đỡ không được. Thanh âm thanh thủy em tai, nhưng lộ ra phẳng phất có thể chảy nước phú mị. Nhiễm Thanh mặc chớp mắt một cái, nhanh chóng nói ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian vận công anh. Đạo uẩn mặc dù không nói đạo lý, nhưng uy năng lại bị giới hạn tu vi. Bạch Mộ Hy cùng Hứa Nguyên tu vi tồn tại to lớn hồng câu, bây giờ Hứa Nguyên đã đem đạo uẩn tiêu tán, hết sạch sức lực phía dưới. Bạch Mộ Hy chỉ cần hơi vận công liền có thể đem thân thể dị thương bài xuất bất quá hứa nguyên lại không cho tiểu bạch cơ hội này bỗng nhiên bất thình lình nói ra đương của ta ẩn cùng mộ hy thể chất có chút xung đột năng giờ phút này vận công có thể sẽ tổn thương kinh lạc hứa nguyên nhìn phía đối diện cúi đầu tiểu bạch mỉm cười nói người này đúng đi mộ hy thân thể mềm mại khẽ run lên bạch mộ hy chậm rãi do lên kia ửng hồng dị thường thanh mỹ khuôn mặt mắt như đầy nước cắn cắn môi sừng đúng nghe nói như thế hứa nguyên hài lòng nhẹ gật đầu uốn lên đôi mắt đối nhiệm thanh mặc nhu hòa cười một tiếng không sao bên ta mới cũng không có tương đạo uẩn vận chuyển tới cực hạn nàng nghị một chút cũng liền đi qua nghe nói như thế nhiễm thanh mặc nhìn về phía bạch mộ hy ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau nâng lên thon dài ngọc thủ ngưng ra một khối lớn tảng băng đưa cho đối phương bạch tiên sinh nếu như người thực sự nóng dùng khối này băng thoa một cái đi ta dùng đạo uẩn ngưng kết có thể đông cứng rất nhiều đồ vật người thoa một chút hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Bạch Mộ Hi vô ý thức cảm thấy đây là đối phương năng giễu cợt nàng, giả bộ như thuần khiết lấy bên thắng tư thái đối với hắn đùa cợt, nhưng ngước mắt đối đầu Nhiễm Thanh mặc ánh mắt thời điểm lại không tự chủ sừng sốt một chút, nhìn trước mắt thiếu nữ thuần khiết như tờ giấy chân thành tha thiết ánh mắt, Bạch Mộ Hi không tự chủ nhẹ nhàng mất máy môi, trong tin nổi lên một vòng không hiểu ảy náy một vòng không hiểu cảm kích, cùng một vòng khó nói lên lời ghen ghét, nàng không thắng được nàng, nàng đại khái lý giải công tử vì sao như thế để ý đối phương nhìn xem nàng đưa tới lớn tảng băng bạch mộ hy nhấp nhẹ lấy môi không có đưa tay đón bởi vì công tử không có lên tiếng thất thần làm gì hứa nguyên nở đùa nửa thật mở miệng ngươi là muốn nhiễm thanh mặc một mực cho ngươi như thế dơ a à? rất lời bạch mộ hy chán hơi hạng đưa tay tiếp nhận đặt bên mặt mê mờ tạ ơn nhiễm thanh mặc lắc đầu nói không sao rất lời về sau trong phòng nhỏ liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tại nhiễm thanh mặc đạo uẩn ngưng kết bằng tính tác dụng phía dưới bạch mộ hy trên mặt ửng hồng ngay tại nhanh chóng rút đi nhìn thấy một màn này hứa nguyên cảm thấy hứng thú nhô ra linh thị trên người bạch mộ hy lướt qua sau đó lông mày của hắn không tự giác hơi nhíu nhiễm thanh mặc tựa hồ không có nói đùa khối này lớn tảng băng thật có thể đông kết hàn đánh vào tiểu bạch thể nội đạo ổn. phát hiện này để hứa nguyên đầu óc rỗng một chị cái chớp mắt trong đầu không hiểu nhớ tới một cái hình tượng chu xác kịch bản nhân vật chính tần mặc thời điểm nhiễm thanh mặc cuối cùng kia phảng phất đông kết không gian nhất kiếm mấy tức trầm mặc về sau hứa nguyên khỏe môi không tự chủ khơi gợi lên một vòng ý cười hắn phát giác chính mình giống như thật sự có chút đánh giá thấp cái này lớn tảng băng hứa nguyên hắn kỳ thật vẫn cho là nhiễm thanh mặc đạo ẩn chính là bình thường hàn băng thủ đoạn cũng không ở ngoài thế gian ngũ hành kia một bộ đồ vật kết quả không nghi tới chân thực uy năng vậy mà như thế kinh khủng xem ra hứa trường ca kia bức vương lúc trước đôi lớn tảng băng đánh giá tuyệt đối không phải nói ngoa à các loại nhiễm thanh mặc đột phá nguyên sơ liền lôi kéo nàng cùng một chỗ đánh kia hối trường ca kia bức phương dừng lại nghĩ đến cái này hứa nguyên trong lòng bỗng nhiên không hiểu có chút nhỏ chờ mong trải qua biến cố này bạch mộ hy ngược lại là không có ở làm yêu bất quá nàng cùng nhiễm thanh mặc luận đạo thời điểm nói chuyện vẫn như cô có chút gập ghềnh một đôi thon dài đùi ngọc một mực kẹp chặt rất căng nhiễm thanh mặc đạo uẩn cũng không hoàn toàn thành hình cho ra khối kia tảng băng cũng không thể hoàn toàn đông cứng hắn mị thần đạo uẩn mà hai nữ lần thứ nhất luận đạo ngay tại loại này mập mờ mà cổ quái bầu không khí bên trong dần dần kết thúc trong phòng hết thảy bình tĩnh lại nhìn xem bạch mộ hy bước chân cổ quái đem nhiễm thanh mặc đưa ra cửa phòng sau đó gương mặt ửng đỏ hướng chính mình đi tới hứa nguyên vẫn như cũ ngồi tại bàn vuông trước chiếc ghế bên trên bị như thế điều tức tối nay tự nhiên không có khả năng giống như này được rồi Lấy cơ nói có sự tình khác muốn cùng bạch mộ hy thương lượng lớn tảng băng cái gì đều không có hoài nghi liền trực tiếp đi bất quá theo bạch mộ hy chập trần thân thể mềm mại dần dần quay người tới gần hướng nguyên nhưng từ nàng thanh mỹ giữa lông mày thấy được một chút do dự đang muốn đưa tay đem bạch mộ hy kia có lồi có lóm dáng người ôm vào lòng ta thấy bạch mộ hy đứng tại hắn một bước bên ngoài đối mặt một cái chớp mắt Hứa nguyên ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mộ hy ngươi thế nào bạch mộ hy rủ xuống tầm mắt nhìn xe một bên mặt đất bởi vì mị thần đạo uẩn mà mang theo một tia vũ mị thanh tuyến có chút trầm thấp công tử tối nay không bằng tính toán hứa nguyên dựa vào thành ghế ánh mắt không hiểu chờ đợi lấy giải thích của nàng quỷ dị trầm mặc kéo dài mấy tức bạch mộ hy bỗng nhiên cúi xuống eo thon chi chậm rãi quỳ gối hứa nguyên chỗ ngồi trước mặt trường tử vẫn là giao cho nhiễm tiên sinh đi hứa nguyên sắc mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt há to miệng muốn nói cho nàng có thể dùng nguyên khí bước đi ra nhưng chợt cảm thấy không đẹp liền cười nhẹ lắc đầu ngươi làm sao đột nhiên đổi tính rồi Bạch Mộ Hy mất mày môi, ánh mắt có chút tự giễu. Mộ Hy, tự biết so ra kém nhiễm tiên sinh, chậm mặc mấy tức, hứa nguyên khe khét thở dài, sau đó chậm dại đứng dậy. Được thôi, tối nay cứ như vậy, ân vừa đây là làm gì? Nói chuyện một nửa, hướng nguyên chợt phát hiện chính mình ống quần bị Bạch Mộ Hy đưa tay bắt lấy. Bạch Mộ Hy quỳ gối băng lãnh mặt đất, công tử vân vân. Mộ Hy tối nay mặc dù không thể hiến thân nhưng... Bạch Mộ Hi đưa tay rút đi trên người màu trắng tố y, bằng lớn trắng hơn tuyết ra thịt nửa lộ không khí, Hãy run thân thể quỳ hướng về phía trước rồi đến hướng nguyên trước người. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nữ tử kia đấy đà tuyết trắng tại cái yếm bọc vào như ẩn như hiện, Năng do lên tầm mắt nhìn qua hắn, chậm rãi mở ra kia hồng nhuận kiều nội mê người miệng nhỏ. Bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 569. Bầu trời xanh vạn dặm, kéo dài mảnh đường duy nhất thanh chuyến xe đầu tiên đuổi chậm chậm tiến lên, nặng nề bánh xe ép qua băng tuyết, tuế lên tuyết sương mù một mảnh tuế nguyệt tĩnh tốt hứa nguyên lời biếng rỗi cái lưng mệt mỏi dựa nằm tại xốp giường thuận tay mở ra cửa sổ xe nhìn về phía quan đạo hai bên núi xa như mực một đầu kính thủy chia cắt hai bên bờ trung nguyên đồi núi kia âm ầm sóng dậy sân thủy lập tức đập vào mắt ngọn nguồn cảnh sắc rất đẹp bất quá hứa nguyên trong mắt ánh mắt lại mang theo nồng đậm quyện đãi rời kinh đến nay đã chừng hơn tháng lại đẹp cảnh sắc tiếp tục coi trọng từng cái đêm nguyệt cũng hầu như là sẽ dính duy nhất có thể tạm an ủi bản thân đại khái chính là phía ngoài sơn thủy chi cảnh theo thời gian phát sinh một điểm một chút biến hóa mới từ đế an xuất phát thời điểm văn đông thời tiết sơn thủy đều là một mảnh trắng thuần toàn bộ mùa đông tuyết rơi cơ hồ đem toàn bộ thế giới nhuộm thành trắng thác nước mà cho đến ngày nay những ngày tuyết đều hóa điểm điểm xanh thảm xanh biết dần dần xuất hiện trong tầm mắt lại lấy một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng lan tràn lại là một năm tân xuân tới thổi đầu mùa xuân gió mát tế phẩm một bên tiểu bạch đưa tới cha sớm hứa nguyên ánh mắt quét qua đối diện ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên mặc y thiếu nữ làm hắn ngựa dụng tầm bảo cơ chuyến này giới kinh lớn tảng bằng tất nhiên là phải mang theo mà vì có thể làm cho nàng đi theo chính mình xuất hành hứa nguyên thậm chí đi mời trong nhà lão cha ra mặt chạy đến nhiễm kiếm ly bên kia trẻ lấp không lỗi thời đến nay ngày hắn ngược lại là có chút hối hận hắn hàn là để nhiễm thanh mặc qua một đoạn thời gian đi thẳng đến đại mạc bên kia chờ hắn mà hắn thì trước đơn độc mang theo bạch mộ hy đi phượng gia tổ địa lấy phượng gia bảo tăng lệnh bài lại đi qua cùng nàng tụ hợp nếu là an bài như vậy một tháng lữ hành khả năng trong nháy mắt liền qua mà không phải giống bây giờ như vậy một ngày bằng một năm đây đại khái là hứa nguyên kiếp trước kiếp này lần thứ nhất như thế chán ghét cái này dài dằng dọc lữ hành muốn tìm tiểu bày ăn tùy trong xương mới biết liềm nó cũng ngon truy cầu kích thích toa xe bên trong quá nhỏ căn bản không thi triển được lần này lữ trình cương lúc bắt đầu hứa nguyên còn thỉnh thoảng sẽ mang theo bạch mộ hy đi trong núi rừng đi dạo một vòng nhưng từ từ nhiễm thanh mặc cũng lên lòng nghi ngờ bởi vì đi thời gian quá dài sau đó trải qua chấm trước hứa nguyên cũng liền không có lại tiếp tục như vậy làm việc tung dục sinh hoạt sẽ để cho dục vọng quốc giá trị không ngừng biến cao không ngừng mà theo đuổi cao hơn kích thích mà cấm dục sinh hoạt thì có thể để lần tiếp theo thoải mái cảm giác thẳng tới đỉnh phong nhưng cấm dục đại giới chính là nhàm chán hứa nguyên hiện tại ngay cả cái người nói chuyện cũng không tìm tới lớn tảng băng cái này không giờ khắc nào không tại tu luyện quyền vương dịch tật tự hồ lây nhiễm bích loa xuân hai nữ hiện tại mỗi ngày chạch trong xe ngựa tu luyện lẫn nhau quyền tựa hồ là muốn nhìn một chút ai có thể dẫn đầu đột phá nguyên sơ cái này có thể khổ hứa nguyên cái này hai nơ môn có thể tu luyện nhưng hắn không được hứa nguyên hắn cái này thể chất như muốn tu luyện nhất định phải phải dùng trong nhà kia rút ra âm quỷ cùng dị quỷ bán nguyên trận pháp mà kia tứ muội chưa nghiên cứu ra có thể hề thức trận văn còn như bình tĩnh lại đến nghiên cứu thuật pháp hứa nguyên nghĩ như thế làm nhưng lại không dám bởi vì nghiên cứu thuật pháp sẽ tiêu hao nguyên khí Trước khi đi hứa hâm dao chỉ cấp hắn tạo ra được hơn 10 mai có thể cung cấp bổ sung trong cơ thể hắn màu đen nguyên khí dị tinh, dùng một viên liền thiếu đi một viên, nếu là mù quáng lãng phí, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, thể nội nguyên khí khô kiệt vậy coi như chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Một tháng lữ trình xuống tới, hứa nguyên đã cảm giác toàn thân trên dưới có con kiến đang bò. Lữ hành, ngồi tù, vuốt phút mi tâm, hứa nguyên liếc qua bên cạnh thân. Của nhiên, vừa cho hắn ngâm thật sớm trà bạch mộ hy đã không nói tiếng nào ngồi vào nhiễm thanh mạc bên cạnh trên bồ đoàn tiếp tục mở quyền một người thuần khiết ảo trắng một người giống như mực ảo đen một chút quét tới ngược lại là cảnh đẹp ý vui bất quá chăm chú nhìn nửa ngày hứa nguyên vẫn là thu hồi ánh mắt biến thành mắt cá chết hẹp dài đôi mắt vô ý thức tại kia vô ngần bầu trời xanh phía trên vừa đi vừa về quét mắt của nhiên hắn hẳn là để lớn tảng băng trực tiếp đi tay mạc bên kia chờ hắn thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình không biết qua bao lâu thẳng đến mặt trời rực rỡ treo trên cao hứa nguyên khuế mắt lết qua liền thoáng nhìn xa xôi bầu trời xanh phía dưới một điểm nhỏ bé bóng đen chính hướng phía tạ hạ xe đuổi cấp tốc lướt đến nhìn thấy một màn này hứa nguyên rời rạc tâm thần chấn động mạnh một cái cuối cùng gửi thư rồi trong lòng chấm thấp nỉ non một tiếng hứa nguyên lập tức ngồi dậy đem một tay nắm nhô ra cửa sổ xe thỉnh thoảng chân trời điểm đen hóa thành một cái đuôi cánh phiếm tử chia sẻ liền nhu thuận rơi vào hứa nguyên đầu ngón tay tiểu xảo móng vuốt phía trên dùng dây nhỏ buộc lên một chương cuốn lại giấy phi tử long tước nhập phẩm yêu thú hắc lân vệ dùng làm cự ly ngắn đưa tin phi cầm hẳn là tức phượng sơn kia mảnh đất giới hắc lân vệ phân bộ cho hắn chuyển đến tin tức đen trào ở giữa giấy phi rỡ xuống hứa nguyên liền tiện tay đem tiểu tước ném ra toa xe hắn bay nhảy hai lần cánh thoáng qua liền bay về phía bầu trời xanh đen giấy phi chậm chạp lật không ra hứa nguyên chính xem một đạo thanh thúy điểm tĩnh giọng nữ bỗng nhiên truyền tới công tử là hắc lân vệ gửi thư rồi cái này một tháng đến nay hứa nguyên cùng hai nữ nói chuyện cơ hội thật rất ít nghe nói như vậy một cái chớp mắt hắn lập tức nắm mắt âu nhu cười nói đúng ngươi không tu luyện bạch mộ hy đạt đến tay hơi nâng một sợi ngũ sắc đạo uẩn như ẩn như hiện thu nằm giữ gấp Đạo Uẩn tiêu tán, nhẹ giọng nói ra, và một cái tiểu bình cảnh, trong thời gian ngắn hẳn là không pháp lại có tinh tiến. Rất lời thời điểm, Bạch Mộ Hy nhẹ cảm đem công tử trong mắt kia một sợi sợ hãi lẫn vui mừng thu nhập trong mắt, nỗi lòng không hiểu có chút vui vẻ. Đoạn đường này đến nàng xác thực đều tại tu luyện, nhưng công tử trên mặt kia từ buồn bực ngán ngầm đến dần dần sinh không thể luyến thần sắc lại đều bị nàng rõ ràng xem ở trong mắt. Từ cái này một đêm sau, công tử mỗi lần tìm nàng thời điểm những cái kia có thể không hư thân tử, lại lề lề cách chơi đều cho nàng một điểm nho nhỏ mặt đất rung động suy nghĩ không hiểu phiêu tàn đến những cái kia ban đêm trắng hòn tuyết ra thịt trắng nõn nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ bừng nhưng chợt liền bị bạch mộ hy vận công đè xuống nàng rất rõ ràng cùng công tử thân mật là ưu thế của nàng nhưng tương tự cũng là nàng thể yếu dù sao chỉ có không có được mới có thể hiểu được chân quý cho nên lữ trình bên trong đối công tử các tạt bò lay đều là nàng cố ý hành động bất quá nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí nắm chắc loại này độ, bởi vì công tử thật rất thông minh, nàng nghĩ đồ nghịch tâm cơ hắn đại bộ phận đều có thể một chút xen thấu. Lần này sở dĩ có thể thành công, càng nhiều hay là bởi vì tu luyện là chính sự, cùng công tử sủng ái, còn có nhiễm tiên sinh hiểm hộ, các nàng tu hành thời điểm, công tử dù là chính mình lại không trò chuyện, cũng xưa này sẽ không quấy rầy các nàng, thậm chí sẽ tận lực bé thắt chính mình tồn tại cảm phòng ngừa ảnh hưởng đến các nàng. Suy nghĩ đến tận đây, trong tim có chút mềm nhũn, Bạch Mộ hy động tác khi nhu từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đi đến Hứa Nguyên bên cạnh thân ngồi xuống, hơi nghiêng đầu tới gần công tử hơi thở, một bên nhìn xem giấy phi, một bên nhẹ giọng hỏi, "Hắc lấn vệ bên kia đưa tin tới cái gì?" Hứa Nguyên người người nữ tử trong tóc hương thơm, ngược lại là không có dấu diếm, thuận tay liền đem giấy phi đưa cho Tiểu Bạch nói, "Đều là liên quan với Phượng gia sự tình." Bạch Mộ Hi hơi quen mắt một chút, nhỏ giọng hỏi, "Tức Phượng Sơn Phượng gia, là chi thứ giao?" Cẩn thụ được nữ tử khoảng cách gần thổ khí như lan, Hứa Nguyên vô ý thức đưa tay muốn kéo qua tiểu Bạch eo thon chi, nhưng nhìn lớn tảng băng một chút, vẫn là tạm thời nhịn xuống nói, "Phượng gia dòng chính đeo tại tướng phủ đây, bên này tự nhiên đều là chi thứ." Theo xem, Bạch Mộ Hi kia tinh xảo đôi mắt sáng bỗng nhiên mở to một cái chớp mắt, hắc lấn vệ tại tức phượng sơn phân bộ ti trường bất quá tông sư mà phượng gia chi thứ lại có nguyên sơ cường giả tối đỉnh nói nàng có chút cổ quái nhìn hướng nguyên một chút ánh mắt dường như đang hỏi có bức này cường giả tại phượng gia chi thứ vì sao tướng phủ không dành cho một chút coi trọng hướng nguyên nghĩ nghĩ thấp giọng trả lời lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo phượng gia năm đó thế nhưng là thiên hạ trước ba thể gia chi thứ gia có một cái nguyên sơ đỉnh phong rất kỳ quái sao bạch mộ hy lông mày nhăn nhăn có chút cảnh giác hỏi có thể dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao ra cái gì vấn đề hứa nguyên trong mắt chửi ý cười tạo phản giao lên một cái nguyên sơ đỉnh phong đối với quyền lực bạch mộ hy có một loại trời sinh mẫn cảm công tử ý của ta là nếu là người này đột phá thuế phàm có thể hay không bắt chước lòng ra như vậy tiểu bạch đã xem như hứa nguyên thị thiếp mặc dù xa xa còn không có cầm tới tiến nhập nội viện tư cách nhưng tướng phủ một chút văn kiện cơ mật hứa nguyên cũng không có dầu diếm hắn Tội như những cái kia long gia tàn đảng sẽ tụ tập đến long bà bà bốn phía nếu là chi thứ người đột phá thuế phàm có thể hay không trở thành cái thứ hai long bà bà Hứa Nguyên lắc đầu, ngư khí không thèm để ý chút nào. Mộ Hi, người muốn đổi một chút suy nghĩ của người, đại viêm cùng các người địa cung khác biệt, cũng không phải là năng giả cư chi, mà là huyết mạch trí thượng. Người kia cũng có độc phượng gia huyết mạch, có thể hắn là chi thứ, chi thứ cùng dòng chính ở giữa sinh ra tồn tại tự nhiên hồng câu, bọn hắn sinh ra là thần, đến chết cũng chỉ có thể là thần. Bạch Mộ Hi khách quan với tướng phủ đối với Long gia các lão thần, tướng phủ đối phượng gia chi thử giám thị cường độ cơ hồ cung cấp với không có. Một là bởi vì bọn hắn trung quy là thân nhân của mình, quá mức cao áp chính sách sẽ chọc cho ra một chút phiền toái không cần thiết. Thứ hai là bởi vì bọn hắn chỉ là chi thử, chỉ cần phượng Cửu Hiên vị gia chủ này một ngày không chết, phượng gia liền sẽ một mực cùng tướng phủ khóa lại cùng một chỗ, những này chi thử coi như muốn tạo phản, phượng gia lão thần cũng căn bản sẽ không phản ứng bọn hắn mà coi như phượng cửu hiên chết rồi chỉ cần hắn cùng hứa trường ca bên trong một cái đồi thành họ phượng thậm chí kia tới muội sửa họ phượng phượng gia quyền kế thừa cũng không thể rơi xuống chi thứ trong tay đây là ngàn năm thế gia cầm dễ với trong huyết mạch quy củ cùng lực ngưng tụ hứa nguyên đưa tay đem giấy phi từ nàng đầu ngón tay lấy ra bấm tay gảy một cái cười nhẹ nói kỳ thật đi so với lo lắng chi thứ kia nửa thân thể xuống mổ lão bất tử đột phá thuế phàm không bằng lo lắng một chút phượng gia chi thứ bên trong những năm gần đây ra hai cái này thiên tài một cái mười tám tuổi đột phá đại tông sư, một cái 15 tuổi dung thân tự hồ còn lính ngộ đạo uẩn, nếu là ngày sau bọn hắn trưởng thành, cố gắng mới có thể uy hiếp được ta. Nghe nói như thế, Bạch Mộ hi kia trong mắt sáng trong né mắt lóe lên một vòng sát ý, mà bên kia Nhiệm Thanh Mặc bỗng nhiên tán đi công pháp, mở mắt ra, không né một cái nhìn chăm chăm Hứa Nguyên. Hai nữ đều không nói chuyện, nhưng phảng phất cũng đều nói, bầu không khí có chút quỷ dị, một cái chớp mắt yên lặng về sau, Hứa Nguyên có chút im lặng trợn trắng mắt. Trà xanh nhỏ phỉ khí trước đó hứa nguyên lãnh hội qua, há mùng chính là trực tiếp bắt cóc tống tiền mộ tri ẩn, nhưng hàn lớn tảng băng thế nào cũng thay đổi thổ phỉ. Khẳng định là trà xanh đem hàn lớn tảng băng làm hư, thở phào một ngụm chọc khí, hứa nguyên cười nói ra. Đừng như thế khẩn trương, chi thứ người bên kia đại bộ phận đều là ông ngoại của ta rửa sạch, mặc dù bởi vì các loại suy tính, phụ thân ta xác thực đem phượng ra chi thứ biên duyên hóa, nhưng bọn hắn trung quy là người của phượng gia trung quy là đứng tại chúng ta bên này nếu là kia hai tên chi thứ thiên tài thật sự có thể khởi thế đến lúc đó phân cho bọn hắn một chút ngang nhau quyền lực chẳng phải có thể chỉ có người trẻ tuổi mới có thể một vị phản nghịch người trưởng thành đều biết thỏa hiệp bởi vì phượng cửu hiên cùng phượng thiên nhi phượng gia tự nhiên bị vạch đến tướng quốc phủ trận danh bên trong chỉ cần tướng phủ cao tầng không cổ hủ không chết nắm chặt quyền lực không thả phượng gia ra thiên tài ai nguyện ý bốc lên bị nghi kỵ phong hiểm đầu nhập vào nhà khác nghe được hứa nguyên nghe được lời này nhiễm thanh mặc yên lặng nhắm đôi mắt lại lại bắt đầu nàng quyển vương tu luyện bạch mộ hy thì nhỏ giọng đề nghị công tử chúng ta chuyến này tức phượng sơn mạch muốn hay không đi thi thi kia hai tên thiên tài đức hành hứa nguyên khóe mắt hơi nhảy lên tại sao khảo sát đức hành đương nhiên là vì xác định tính có thiên phú người liền truy vấn ngọn nguồn có thể vì ta sử dụng người thì lưu chi không người có tài chính là đoạn không thể lưu hắn phát hiện cái này trà xanh sữa chua có thể càng ngày càng có nhân vật phản diễn di phong bất quá nghĩ lại bạch mộ hy đề nghị kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý dù sao phượng gia hiện tại cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa ai cũng không biết chi thứ bên kia tiến hành ngầm lấy như thế nào chính trị tuyên truyền lại có thể hay không đối tướng phủ trong lòng còn có oán niệm mà lại tính toán thời gian thương nguyên bên trong tướng phủ sụp đổ thời gian điểm tựa hồ vừa vặn có thể đối đầu cố gắng liền có kia hai tên thiên tài trưởng thành thời gian tuyến cẩn thận một chút tóm lại là tốt tuy nghĩ thế hướng nguyên hơi tư sấn một chút cũng liền gật đầu không cần thiết tận lực tiếp xúc chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp hắc lấn vệ đi làm bất quá như vừa vặn đụng tới vậy cũng không ngại thăm dò một chút hai ngày đường xe về sau hoàng giã cảnh sát dần dần rút đi thay vào đó là một mảnh trùng điệp chập trung hơn nghìn dặm bao la hùng vĩ dãy núi phượng gia tổ địa tức phượng sơn đến hôm nay tới đây cũng không phải là chính thức bái phỏng cũng bởi vậy lại lên núi trước đó hướng nguyên ba người liền trước đem xe ngựa dầu kín với trong một chỗ núi rừng khởi động trên đó giản dị trận pháp tiến hành ẩn tàng phòng người trong núi yêu thú đem ngựa ăn làm tốt hết thầy chuẩn bị về sau một nhóm ba người liền là có thể che lấp khí tức tiềm nhập trước mắt cái này mở mịt núi rừng phượng gia tổ từ có hai chỗ một chỗ là tại phượng gia căn cứ bên trong tại hơn 300 năm trước mới xây mà đổi thành một chỗ thì giấu kín với cái này tức phượng sơn mạch bên trong chỉ có mỗi đời gia chủ mới hiểu hắn vị trí đương nhiên lần này cũng là không cần lớn tảng băng cái này tầm bảo cơ xuất động bởi vì vi hứa nguyên trên thân mang theo từ trong nhà tìm đến địa đồ dù sao thế nào nói hắn cũng coi là trình cống phượng gia con trai trưởng tức phượng sơn mạch là một chỗ bảo địa lâu dài ánh nắng chiều đỏ lượn lờ tiên khí tràn ngập mỗi khi mặt trời lặn thời điểm mặt trời lặn dư huy vầy xuống trong rừng trong tại kia ánh nắng chiều đỏ phía trên liền phảng phất có minh phượng chìm trong đó gọn sóng mà tráng lệ mà khi tiến vào ban đêm về sau cả tòa tức phượng sơn mạch liền sẽ bị một tầng trở ngại linh giác nồng vụ bao phủ cá ngất chủ phong ẩn nấp trong đó giống như kình thiên cự phượng phù phù với địa mặt trời mọc mặt trời lặn vòng đi vòng lại ba ngày hướng nguyên ba người mới dựa vào kia phần hơi có vẻ thô ráp địa đồ tiếp cận phượng ra tổ từ chỗ giấy lên đống lửa chiếu sáng quanh mình xương trắng quanh mình cao ngất rừng rậm lờ mờ cung bạch mộ hi ngồi vây quanh với đống lửa trước đó hứa nguyên động tác rất quen lai like hoay trong tay mình gia vị bình quán mà món chính thì là ban ngày gặp phải sơn chân thịt rừng thoa lên tương liệu mặc vào gai sắt đặt để đống lửa phía trên thịt nướng mập dầu đôn đốc nhỏ xuống trong tay một bên xoay tròn gai sắt hứa nguyên đối tiểu bạch nhẹ giọng hỏi nhiễm thanh mặc cũng nhanh trở lại đi Bạch Mộ Hi ngồi xếp bằng ở một bên, bốn phía liếc nhìn một vòng, nhẹ giọng trả lời, cái này nồng vụ trở ngại linh giác, chưa từng cảm giác được nhiễm tiên sinh. Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế trọng cũng chưa trở lại, sen gia này thiên hữu đại thu hoạch a, à. hôm qua là một viên tàn phá nguyên tinh cùng một bán hạng anh hạ đang hóa hệ công pháp, không biết hôm nay có thể tìm tới điểm cái gì. Mặc dù không cần lớn tàng băng đi tìm tổ từ, nhưng ở Phượng gia tổ địa bên trong rõ ràng các dấu Phượng gia tiền bối lưu lại cái khác đồ tốt, cho nên Hứa Nguyên cũng liền để tâm bảo cơ ra ngoài thử thời vận. Nếu là tìm được, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Hứa Nguyên trong lòng đang nghĩ đến, Bạch Mộ Hy bỗng nhiên nắm mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu một cái phương hướng, lên tiếng nói. Công tử, bên kia giống như có người tới. Bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 570. Có người đến, Hứa Nguyên động tác trên tay không tự chủ có chút dừng lại vô ý thức thuận bạch mộ hy chỗ nhìn tới chỗ nhìn lại đầu mùa xuân ban đêm rừng rậm mang theo tự nhiên khôi phục thanh âm đống lửa bên cạnh nhất thời yên tĩnh để quanh mình con mũi tiếng sột soạt cùng từng tiếng khoan thai truyền đến thu gáy trở nên phá lệ rõ ràng bất quá hứa nguyên cái gì đều không nhìn thấy đen ngành sương mù chặn hẳn ánh mắt ngược lại lườm bạch mộ hy thần sắc trên mặt một chút hứa nguyên liền tiếp theo lấy chuyển động trên giá gỗ thịt nướng khoan thai cười nói thật sự là chỗ rừng sâu có người ta à bất quá nhìn ngươi cái này thần sắc nghi đến hẳn không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân Bạch Mộ hy nhìn chằm chằm sương mù chỗ sâu nhìn mấy tức, là người thiếu niên, ước chừng 14-15 dáng vẻ, trên quần áo có phượng gia tộc huy. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong đầu lập tức liên tưởng đến hai vị kia phượng gia bất thế gia thiên tài. Mật tín bên trong ghi chép, hai người kia là một đôi chị em ruột, tỷ tỷ 18, đệ đệ thập ngũ. Bây giờ lần nữa gặp được một tên 14-15 tuổi phượng gia thiếu niên, Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên con người bỗng nhiên có rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía tổ từ đại khái phương vị. Mẹ nó, hắn liền nói trên đời này nào có như thế nhiều ngày mới, kia hai tỷ đệ không phải là đoạt ông ngoại hắn lưu cho hắn đồ vật à. Trong lúc đang suy tư, Bạch Mộ Hy tự hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vội vàng giải thích nói. Công tử, thiếu niên kia chỉ có thiết thân tu vi tả hữu, cũng không phải là mật tín bên trong vị kia thiên tài. Nghe vậy, hứa nguyên lông mày lập tức buông ra, thở ra một hơi, hư lạnh một tiếng. Lần sau nói chuyện, không muốn thở mạnh. Vâng, bạch mộ hy mặt lộ vẻ một tiếng ngượng ngùng. Lại lần nữa nhìn thoáng qua rừng rậm, hứa nguyên ngôn ngữ hơi có vẻ nghi hoặc. Chỗ này Sơn có Cách đã ở vào tức Phượng Sơn Mạch nội địa, khoảng cách làng xóm chủ phong càng có mấy trăm bên trong lộ trình, một giới thiết thân thiếu niên như thế chậm tại cái này làm gì? Bốn phía đen nhánh, Bạch Mộ Hy ngồi quỳ chân tại đống lửa đối diện, nhảy vọt diễm hỏa rắc qua nàng thanh mỹ khuôn mặt, hơi chút tu sấn. "Công tử, có phải hay không là dịch trạm canh gác?" Dịch chạm canh gác? Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt nửa chín sâu nướng, nỉ non trả lời, "Ngược lại là có khả năng." Tức Phượng Sơn Mạch làm Phượng gia tổ địa là nghiêm cấm ngoại nhân đi vào, liền như là những tông phái kia sơn môn nhưng là một chỗ linh khí dư thừa phong thủy bảo địa bên trong dãy núi hàng năm đều sẽ sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo phượng gia cường thịnh thời điểm ngược lại là không người dám ngấp nghè những vật này nhưng theo vo quán mở là người quê mùa tu giả bao nhiêu tăng trưởng phượng gia dòng chính bị tướng phủ thu nạp về sau loại này lực uy hiếp liền trên diện rộng giảm xuống hắc lăn vệ đưa tới trong tình báo cũng đề cập tới điểm này Hàng năm đều sẽ có rất nhiều như con ruồi kiếm tiền người chui vào dãy núi ý đô thủ thời vận. Đối với bọn hắn mà nói một gốc linh dược chân quý cố gắng liền có thể để bọn hắn đổi lấy đến đột phá bình cảnh đan dược. Mà vì phòng ngừa những người ngoài này quấy nhiễu tổ địa, cũng vì phòng ngừa số lượng không nhiều tài chính nơi phát ra bị xâm chiếm, phượng gia chi tứ ngoại trừ an bài tông sư cường giả tuần sơn bên ngoài, còn tại kéo dài nghìn dặm bên trong dãy núi thiết lập mấy trăm cái chạm gác mà chạm gác bên trong chủ đóng tộc nhân tu vi phần lớn cũng đều là sáu bảy phẩm tá hữu thuộc về là chết đói lạc đá so mã đại đem một cây béo gầy ra nhau sâu nướng từ trên giá gỗ gỡ xuống hứa nguyên dùng sức cắn xuống một tảng mỡ dày ngon miệng hương liệu nương theo lấy nước thịt thấm vào vị giác một bên nhấm nuốt một bên thấp giọng nói ra vẫn có chút quái thường chú trạm gác tộc nhân phần lớn đều là một chút trong tộc một chút trung niên nhân bọn hắn phần lớn đều bị bình cảnh kẹp lại tu vi không được tiến thêm 14-15 tuổi thiết thân cảnh lấy phượng gia chi thứ hiện trạng đến xem thiếu niên này hẳn là tại phượng tây đường bồi dưỡng mời đúng khi Hi nghe xong, Bạch Mộ Hi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên ngồi xếp bằng trên đầu gối, vừa muốn chống đỡ đầu gối đứng dậy, Hứa Nguyên bởi vì ăn thịt mà mơ hồ không rõ thanh âm liền truyền tới. Người muốn đi làm cái gì? Bạch Mộ Hi nhìn Hứa Nguyên một chút, chi tiết trả lời. Công tử đã hoài nghi hắn tìm được phượng gia tổ từ, không ngại trực tiếp bắt tới hỏi một chút. Hứa Nguyên bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, đem ăn thịt trong miệng nuốt xuống, phun ra hai chữ mua xuống. Bạch Mộ Hi đang hoàng nắm tay buông xuống, trong mong nhìn qua Hứa Nguyên công tử mới lời kia ý tư không phải liền là nói kẻ này khả năng đoạt câu duyên của hắn sao làm gì hung ta dùng khăn cấm lao đi khuế môi mỡ đông hứa nguyên thở ra một ngụm xương trắng nâng mắt xuyên thấu qua rừng cây nhìn về phía chân trời đầy sao ngữ khí nhẹ nhàng mộ hy nếu là hỏi rõ ràng thiếu niên kia xác thực phát hiện tổ tử trộ người nghĩ làm gì cầm tù vẫn là đánh giết bạch mộ hy trầm mặc nhưng ánh mắt ngầm thừa nhận Hứa Nguyên nghiêng đổi mắt mỉm cười, không quan trọng, coi như thiếu niên kia tìm được Phượng gia tổ tứ thì tính sao? Nếu là ngoại nhân có thể như thế dễ dàng cầm tới tổ từ bên trong đồ vật, thế gian này liền không tồn tại huyết mạch nói chuyện rồi. Nói, hắn dừng một chút thấp giọng nói, thiên hạ hơn phân nửa văn nhân đều xưng phụ thân ta là cướp đoạt chính quyền chi tặc, hắn không thể đạm hắn huyết nhục, ngươi có gặp phụ thân ta phản ứng những người này sao? Anh, nhìn nhiều đều là lãng phí thời gian. Người nghĩ bài trừ đối ta có uy hiếp người xác thực có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn trước tiên cần phải có tư cách kia, nếu là mỗi người đều giết, không chê mệt mỏi sao? Bạch Mộ hy nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, nhỏ giọng thầm thì nói, "Công tử, 15 tuổi lục phẩm thiết thân còn chưa đủ lấy gây nên coi trọng sao?" Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trong mắt hiện lên một vòng cổ quái. Lời này vừa ra, hắn bỗng nhiên liền lý giải tiểu Bạch ý tứ. Hắn suốt ngày đến muộn tiếp xúc đều là hứa trường ca thiên diễn nhiễm thanh mặc loại hình treo bích. Trước 20 tuổi không có đến đại tông sư người toán thiên mới, là cái rắm Đương nhiên, chính hắn ngoại trừ, bất qua thời gian trạng thái bình thường tới nói, kia chừng 15 tuổi lục phẩm thiếu niên mặc dù không so được những cái kia thời gian tuyệt điên, nhưng cũng coi là được xưng tụng một tiếng thiên kiêu. Thuộc về là tầm mắt xuất hiện một chút xíu sai lầm, trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng nguyên khoát tay áo không cần đánh cỏ động rắn người dùng thuật pháp đem thiếu niên kia dẫn ra đi đợi đến nhiễm thanh mặc trở về chúng ta liền là khắc lên đường người thiếu niên này tất nhiên tại phượng gia bên kia treo tên nếu là hắn xảy ra chuyện cố gắng sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết có thể công tử bạch mộ hy bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy thiếu niên kia muốn bị yêu thú tập kích một đầu ngũ phẩm yêu mãng hướng nguyên không cần nghĩ ngợi khoát tay áo không cần phải để ý đến hắn thoại ăn rơi xuống phanh một tiếng vang trầm từ hơn trăm trượng bên ngoài trong rừng giận thoáng qua vang lên lại rơi xuống Bạch Mộ Hy đứng lên, ngoái nhìn nhìn về phía Hứa Nguyên, thanh âm có chút trần trở nói: "Nhân tiên sinh đem thiếu niên kia cứu được." Hứa Nguyên chậc chậc lưỡi, khuôn mặt thanh tù thiếu niên cẩn thận tỉ mỉ ngồi quỳ chân tại đống lửa bên cạnh, ánh mắt quay tròn ở trước mắt ba người trên thân vừa đi vừa về sai một vòng. Phượng Phương Minh cảm thấy mình hôm nay tựa hồ gặp ba cái ghê gớm người. Đầu tiên là vị kia khí chất băng lãnh như mực thiếu nữ, vị này nhìn so với hắn không lớn hơn mấy tuổi tỉ tỉ trực tiếp một quyền đánh nổ một đầu ngũ phẩm bích phải rắn đâu, cứu được mạng hắn. năng giờ phút này chính từ từ nhắm hai mắt mắt tu luyện, phẳng phất vừa rồi kia bạo lực một màn chưa hề chưa từng xảy ra cầm trong tay khối kia màu trắng tinh thạch tựa hồ là kia nguyên tinh tiếp theo chính là kia một tuyệt áo trắng dáng người lồi lóm điềm tĩnh tỉ tỉ đối phương minh mắt giống như hồ nhưng chẳng biết tại sao phượng phương minh luôn cảm thấy cái này xinh đẹp đại tỉ tỉ nhìn về phía hắn trong mắt mang theo một vòng như có như không định ý mà cuối cùng nhất chính là tên kia chính mân mê lấy bình bình lọ lọ đem bích phải rắn xuyên thành thịt xiên cẩm bào đại ca nhìn ba người bầu không khí tựa hồ khí chất này nhàn tản đại ca mới là làm chủ người Bất quá càng quan trọng hơn là dựa vào tu vi của mình căn bản nhìn không thấu trước mắt ba người là bực nào cảnh giới, mà đối phương khuôn mặt nhìn qua lại so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Tuy nghĩ thế, Phượng Phương Minh nắm đấm không tự chủ hơi nắm chặt. Ba người này để hắn nghĩ tới tại rừng phượng đường bên trong cái kia đạo cao cao tại thượng, phảng phất bê nghệ chúng sinh thân ảnh. Quỷ dị trầm mặc tại đống lửa cái khác phòng bốn người lan tràn. Phượng Phương Minh nhiều lần muốn muốn mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc, nhưng lại có chút không dám quấy nhiễu ba người. Xuất phát từ trạng canh gác đóng giữ chức trách, Phượng Phương Minh cảm thấy mình hẳn là hỏi một chút ba người đến từ gia tổ làm cái gì, nhưng nhìn ba vị này khí chất lại hoàn toàn không giống như là vì trong núi những cái kia. Thiên tài địa bảo mà tới, tại nội tâm xoắn suýt bên trong, một sợi mùi thịt lạng yên bay vào chóc mũi của hắn. Rồi mới, hắn liền nghe được một đạo ôn nhuận như chậm giọng nam vang lên. Phượng Phương Minh đúng không? Người năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe vậy, Phượng Phương Minh vội vàng nâng lên tầm mắt. Nhìn về phía lên tiếng nam tử, ta thấy đối phương cười khánh khách đem trong tay một chuỗi bốc lên mùi hương thịt xiên đưa cho hắn. Vội vàng rỗi ra hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay va nhau thời điểm như là giống như bị chạm điện thu hồi mắc máy phượng phương minh nhỏ giọng trả lời hồi công tử cửa ải cuối năm vừa qua khỏi 14, 14 tuổi thiết thần anh trước mắt nam tử nghe vậy nhu hòa cười cười lại đem hai chuỗi thịt rắn phân biệt đưa cho hắn bên cạnh hai vị tỷ tỷ nhẹ nhàng khen một câu rất không tệ phượng phương minh vừa định mở miệng cảm tạ liền nghe được một câu để nàng sợ hãi cả kinh lời nói bất quá ngươi hẳn là thân nữ nhi à không khi tiếng kim rời cũng có thể nghe được đống lửa đôm đốp không ngừng nhảy vọt bạch mộ hy đôi mắt sáng kinh ngạc nhiễm thanh mặc nhảy con mắt trừng đến căng tròn quay hàm phồng lên miệng bên trong nhầm nút động tác đều ngừng hứa nguyên cong mắt cười ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người ba đạo ánh mắt đồng thời ném rơi phượng linh mình hơi hả ra miệng nhỏ nhắm lại lại mở ra nháy mắt mắt cố gắng chấn định thanh âm mang theo một tia không hiểu công tử ngươi lời này là ý gì hứa nguyên khoát tay áo cười nói, không còn lại ý, chẳng qua là cảm thấy trên người ngươi khí tức có chút cổ quái, nếu là mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Phượng Linh mình cúi đầu, ngượng ngùng cười cười, công tử ngài thật là biết nói đùa, hứa nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chăm nào một chút, ngược lại nói ra. Nơi đây đã chống đỡ lâm tức Phượng Sơn Mạch nội địa, các loại độc trùng yêu thú đều là cực kỳ nguy hiểm, như thế chậm ngươi thế nào còn ở lại chỗ này trong rừng tán loạn. Nói việc này, Phượng Linh mình bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ta là cái này thất huyền cốc đóng giữ trạm cảnh gác, tối nay nên ta đang làm nhiệm vụ nói nàng chính giữa chắp tay đôi cái này nhiễm thanh mặc thì lễ một cái đa tạ vị này áo đen tỉ tỉ xuất thủ cứu giúp không phải lấy kia bích vải rắn tập tính tối nay ta hơn phân nửa muốn lâm vào khổ chiến nhiễm thanh mặc không nói gì chỉ là khe khẽ lắc đầu ra hiệu không cần để ý một bên hướng nguyên ngược lại là bộc lộ một vòng nhiều hứng thú là khổ chiến mà không phải sinh tử đạo tiêu nhìn nhà đầu này còn có thể vượt cấp mà chiến a thầm nghĩ hướng nguyên lại lên tiếng hỏi Phương Minh, lấy người cái này số tuổi cùng tu vi dựa theo lẽ thường tới nói, nên là rừng phượng đường phượng chứ các bồi dưỡng mới đúng chứ. Nhà ngươi nhị trưởng lão thế nào bỏ được đem ngươi ngoại phái đến bên này? Dương Phượng Đường chính là trong tộc con em trẻ tuổi thư viện, đã tập huyền công, cũng thụ văn lý, Phượng chứ Các thì là trong đó đỉnh tiêm học đường, từ trưởng lão tự mình truyền thụ. Phượng Linh mình trong mắt lấy lên một vòng kinh ngạc, dường như không hiểu trước mắt công tử vì sao như thế rõ ràng Phượng gia nội bộ, nhưng mà trầm mặc một cái chớp mắt về sau, vẫn là thấp giọng nói ra, "Nhận ủy thác của người, nhận ủy thác của người." Hứa Nguyên nhiều mày, Phượng Linh mính trầm mà không nói gì. Hứa Nguyên hơi tư sấn, vẫn là lựa chọn không có hỏi tới, chỉ chỉ trong tay đối phương thịt rắn xuyên. Mau ăn đi, đầu mùa xuân dạ hẳn, một hồi nên lạnh. Rất lời về sau chính là một trận tiếng sột soạn nhấm nút âm thanh. Phượng Linh mính vừa ăn trong tay kích thích vị giác ngon thịt rắn, ánh mắt tại kia cầm bào công tử trên thân vừa đi vừa về quét mắt tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói ra. Công tử, không biết ngày ba vị đêm khuya đi vào ta Phượng ra tổ địa có gì muốn làm, nói ra một cái chớp mắt, bạch mộ hy nhẹ nhàng lường thứ nhất mắt chỉ là một chút phượng linh mính tựa như rơi vào hầm băng trong đầu chỉ còn hỗn loạn vù vù nhỏ yếu thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy ba nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng thanh thúy bàn tay liền đem phượng linh mình gọi trở về hiện thực đúng là vậy công tử một bàn tay đập bò trắng đại tỷ tỷ sau dưới lưng phương cái này tiểu bạch cùng lâu cơ một cái đức hạnh đậu một chút lại hù dọa còn nhỏ hai chuỗi thức ăn thuộc về là bất quá cũng là xác thực cần một người ở bên cạnh hắn bạn mặt đen Thu về bàn tay, hướng nguyên hơi nghĩ nghĩ, thanh đạm nói ra, như vậy đi, ngươi nói cho ta là người phương nào nhắc nhở với ngươi, ta liền nói cho ngươi chúng ta tới đây nguyên nhân, như thế nào? Bởi vì cắm rễ với sâu trong đáy lòng sợ hãi, Phượng Linh mình vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng ở nhìn thấy kia áo trắng đại tỷ tỷ lại lần nữa quăng tới ánh mắt thời điểm, yên lặng đem lời nuốt trở vào. Trạm canh gác đóng giữ là có tỷ lệ tử vong. Hàng năm đều sẽ có như vậy mấy tên trong giữ núi rừng trạm canh gác đóng giữ chết bên ngoài người tới trong tay. Trước mắt ba người tu vi thâm bất khả chắc, băng vào kia mặc y tỷ tỷ tiện tay đánh nổ bích lân rắn đầu một quyền kia phượng linh mính liền không có khả năng có bất kỳ phản kháng chỗ trống cắn cắn môi sừng đầu ngón tay nắm chặt nắm đấm phượng linh mính trầm thấp nói ra là trong tộc một vị huynh trưởng để cho ta tối nay huynh trưởng hứa nguyên nhiều nhiều mày lại vị kia phượng linh mính nhìn chằm chằm hứa nguyên nhìn mấy tức nhỏ giọng thầm thì nói công tử người cũng không nhận biết ngươi nói thẳng chính lạ là có biết ta hay không tự hành phán đoán là đủ là phượng nho tiên nghe nói như thế hứa nguyên không có lên tiếng mà là bên cạnh mắt cùng một bên tiểu bạch liếc nhau một cái khuế môi khơi gợi lên một vòng hơi có vẻ ngoạn vị ý cười mà nhìn thấy cái này cầm báo công tử này tấm thần sắc phượng linh mình trong mắt không hiểu càng tăng lên hơi nắm chặt nắm đấm vô ý thức hỏi công tử ngài biết hám ngươi đừng vội ta còn không có hỏi xong đây hứa nguyên quan sát được đối phương thần sắc nâng tay đánh đoạn thần sắc mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn hẳn tại sao phải để ngươi tới đây hắn muốn ta cho hắn trông giữ một chỗ sơn động bên trong hang núi kia có chín chén nhỏ đèn sáng ai công tử ngài thế nào biết phượng linh mình ánh mắt có chút dao động tốt vấn đề hứa nguyên chống đỡ đầu gối từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên vây tay lấy ra một tấm lạnh bài hướng trước mắt cái này nam nữ không rõ nha đầu ném đi ngước khí lạnh nhạt bởi vì ta gọi hứa trường ca bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập năm trăm bảy mươi Hứa Trường Ca, mượn nhảy vọt đống lửa tán phát noãn quang, nhìn trước mắt cầm bào như vẽ thanh niên nam tử, Phượng Linh mình Thanh tú đôi mắt có chút trợn to, tay nhỏ nắm chặt lệnh bài, nhưng rất nhanh thần sắc phía trên liền dần dần bộc lộ một vòng xoắn xít. Qua hồi lâu, Phượng Linh mình nhìn về phía Hứa Nguyên, lại muốn nói lại thôi. Hứa Nguyên lầm nàng một chút, nói khẽ: "Nếu đang có chuyện, cứ nói đừng ngại, cái kia" Phượng Linh mình hít sâu một hơi, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhỏ giọng nhưng nhanh chóng hỏi, hứa hứa trường ca là ai à? Không khí bỗng nhiên yên tính, quanh mình di dư đống lửa thiêu đốt đôn đốc rung động hứa nguyên phong khinh vân đạn thần sắc dần dần trở nên cứng ngắc mượn tên trang bức chứa vào đồ đần trên thân kéo căng lấy vân đạn phong khinh biểu lộ hứa nguyên từng chút từng chút đem ánh mắt nhìn về phía một bên bạch mộ hy vai phụ cứ một chút à trong tầm mắt bạch mộ hy cũng chính kéo căng lấy kia thanh mỹ khuôn mặt bất quá có chút dương lên khỏe môi tựa hồ đã có chút không kèm được đối mặt một cái chớp mắt bị ánh mắt cảnh cáo một lần bạch mộ hy cưỡng ép bè xuống khóe môi ý cười không màng danh lợi lên tiếng tướng phủ trưởng công tử mà lại nói một nửa bạch mộ hy nhìn thấy trước mắt cái này thanh tú thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nhưng vẫn như cô có chút không hiểu cho trực tiếp ngược lại đổi giọng nói ra anh nói như vậy nhìn ngươi tựa hồ cũng nghe không hiểu giải thích như vậy đi nhà ta công tử chính là đời trước phượng gia gia chủ phượng thiên trưởng tử đương đại phượng gia gia chủ phượng cứu hiên thân ngoại sinh hiện tại ngươi hẳn là có thể đã hiểu à rất lời thời điểm phượng linh mình trong mắt lóe lên một vòng bối rối mặc dù trong đầu còn có chút hỗn loạn nhưng cái này hai cái danh tự nàng đều nghe nói qua liên tục không ngừng muốn từ dưới đất bò dậy hành lễ nhưng lại bị hứa nguyên đánh gãy thi pháp trang bước bị đánh gãy nối liền bước chứa cũng không có gì ý tứ hứa nguyên tùy ý khoát tay áo nhẹ giọng hỏi hiện tại trong tộc đều không nói cho các người phượng gia chi thứ cùng để an tướng phủ quan hệ trong đó á. Một đại gia tộc lực nương tụ là tử giáo dục bên trong lặn rời mặc hóa hình thành, tại một cái mới sinh nhi sinh ra về sau, trong tộc giáo án, tuyên truyền hướng gió đều sẽ đem bọn hàn hướng chung quân ái quốc phương hướng bồi, dưỡng. Phượng Cửu Hiên tạm thời chưa có dòng dõi tồn thế, thân là đời trước gia chủ trưởng tứ hứa trường ca không thể nghi ngờ chính là Phượng gia gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, mà trước mắt tên này gọi Phượng Phương Minh nha đầu. Thế mà không biết đại ca hắn danh tự, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi đây là phượng gia chi thứ tộc cao tầng xuất hiện sơ sẩy để trong tộc tuyên truyền đầu gió ra một điểm tư tưởng vấn đề nói lớn chuyện ra phượng gia chi thứ như thế tuyên truyền đường kính là muốn tộc nhân hệ thứ thần không biết quân cái này ta không rõ ràng lắm phượng linh mính vội vàng cung kính trả lời hơi có vẻ thanh âm nón nớt do so, do so, dự dự ta kỳ thật rất ít hồi tộc đường bên kia ồ oh, hứa nguyên nhiều mày coi từ gì phượng linh mính thử thăm gió ngước mắt nhìn hứa nguyên một chút nhỏ giọng giải thích nói Ta từ nhỏ một mực đi theo già gia tài vạn ngôn trong thôn tu hành, ấn vạn ngôn thôn là tức phượng sơn mạch nhất bắc đoạn bình tâm bên cạnh vách núi bên cạnh một tòa thôn nhỏ, cơ bản ngăn cách, già già chết bệnh trước mới. Đen ta đưa đến tộc đường bên kia, thế nhưng là... Nói đến đây, Phượng Linh mình hơi siết chặt nắm tay nhỏ. Thế nhưng là ta chỉ ở tộc đường bên trong ngây người chừng hai tháng liền bị đuổi ra ngoài, cho nên trong tộc sự tình ta không rõ ràng lắm. Xem ra cái này nổi nấu không tại Phượng Gia Chi thứ bên kia bất quá ngẫm lại cũng thế cái này tức phượng sơn mạch phụ cận nói thế nào đều là có hắc lân vệ thường trú phượng gia chi thư cũng không dám trắng trợn làm lại chuyện ngu xuẩn này thầm nghĩ hứa nguyên ngược lại là lại bắt lấy nha đầu này một chỗ ngôn ngữ tiền hậu bất nhất địa phương cười nhẹ hỏi mấy người không phải nói là thụ phượng tiên nho nhờ mới chủ động xin ở đây đảm nhiệm trạng cánh gác đóng dự làm sao hiện tại bỗng nhiên biến thành bị người đuổi ra ngoài rồi phượng linh mình trầm mặc cúi đầu xuống hứa nguyên sờ lên cái cằm cho nên ngươi là chọc hắn phượng linh mình cúi đầu không có lên tiếng âm thanh dường như ngầm thừa nhận Hứa Nguyên nhiều hứng thú tự quyết định nói, ngẫm lại cũng thế, ngươi mặc dù cũng rất tốt, nhưng nếu cùng Phượng Tiên nhau phát sinh mâu thuẫn rừng Phượng Đường bên trong sẽ không có người nơi sống yên ổn, mộ mạnh là bản tính trời cho con người, chỉ cần tên kia đối người bộc lộ, một tia chán ghét, đường bên trong cùng thế hệ thậm chí rằng bái tiên sinh hẳn là điều sẽ đối người nói lời ác độc, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng. Phượng Linh mình đem đầu ép tới thấp hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng kháng nghị một câu, Ta kỳ thật không biết hắn vì cái gì chán ghét ta. Hứa Nguyên lắc đầu, không có lại tiếp tục thăm dò. Thông qua nha đầu này trong miệng lời nói, hứa nguyên đối gọi là phượng tiên nho chi thứ thiên tài thiếu niên ngược lại là có một cái bất thường bó ngạo tâm lý chân dung. Bất quá cũng là có thể lý giải, làm bẩm sinh quyền lợi vượt qua thế tục ước thúc, có thể làm cố thủ bản tâm khiêm tốn đối xử mọi người thật rất rất ít. Hắn hứa nguyên trước đó giống như cũng là dạng này người, nhưng người luôn luôn song ngọn, cho nên hứa nguyên đối kia chi thứ thiên tài ấn tượng đầu tiên cũng không tính quá tốt suy nghĩ hiện lên hứa nguyên lấy tay đen tiếp nhận phượng linh mình hai tay đưa còn tới thân phận lệnh bài tiếp nhận nhỏ giọng hỏi phương minh ngươi có thể mang ta đi hăng núi kia nhìn xe mà nghe nói như vậy một cái chớp mắt phượng linh mình thấp bé nhỏ yếu thân thể rõ ràng run lên một cái tựa hồ đang sợ hứa nguyên bắt được điểm này than nhẹ một tiếng hắn không cho ngươi mang ngoại nhân đi qua ừ phượng linh mình ánh mắt bồi rối nhìn trước mắt trưởng công tử phượng tiên nho nói ta dám mang những người khác đi qua hắn liền giết ta ồ tiểu tử này thật đúng là dám nạn sát tộc nhân tại trong tộc thi đấu bên trên hắn đem người đánh chết qua trước mắt nhà đầu này tựa hồ đối với kia phượng tiên nho thật sợ hãi tới cực điểm sợ hãi rụt rè hơi suy nghĩ hứa nguyên chậm rãi cúi người xuống ngồi sổ mở trước mặt của nàng ôn nhu nói ra như vậy đi ngươi lần này giúp ta dẫn đường nếu là việc khác sau hỏi ngươi liền báo tên của ta hắn nếu không phục dám tìm ngươi phiền toái ta liền thay ngươi giáo huấn hắn như thế nào phượng linh mình con người lấp lóe cái này đại ca ca tựa hồ không phải đang nói đùa mất máy môi mỏng phượng linh mính nhỏ giọng hỏi công tử ngươi tại sao phải giúp ta loại người này không phải giúp ngươi đây là một trận giao dịch hứa nguyên uốn lên đôi mắt thần sắc nhu hòa ngươi dẫn ta đi tìm chỗ hàng núi kia ta thay ngươi giải quyết phiền phức rất công bằng cái này không công bằng phượng linh mình dắt chính mình góc áo ta dẫn đường chỉ là tiện tay mà thôi mà công tử ngươi lại phải đắc tổ phượng tiên nho đều như thế hứa nguyên cười đánh gãy thiếu nữ ngôn ngữ ngả ngớn Tựa như hắn bởi vì không quen nhìn, cho nên có thể tùy ý ước hiếp người, ta cũng có thể bởi vì không quen nhìn hắn, mà có thể tùy ý đánh giết hắn. Hứa Nguyên chậm rãi đứng thẳng người, có nhảy vọt chập chờn ánh lửa, chậm rãi hướng phía trước người thiếu nữ đưa tay ra. Cho nên, ngươi muốn cùng ta giao dịch à? Thiếu nữ chậm rãi do lên tầm mắt, nhìn qua hắn, cong đống lửa ánh sáng, năn tử khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có kia đôi mắt bên trong một màn kia ám chậm ánh sáng phản xạ. Theo bản năng, tại đống lửa chập chờn bên trong, nàng đưa tay kéo hắn lại duỗi tới tay. Công tử, người rất coi trọng nàng hành tổ trước khi đến phượng gia tổ từ trên đường bạch mộ hy nhìn về phía trước dẫn đường thiếu niên bóng lưng bỗng nhiên bất thình lình hỏi giữa rừng núi gió thổi qua lọn tóc hướng nguyên lờm nàng một chút thuận miệng trả lời nhiễm thanh mặc tự mình nhặt về người tự nhiên phải xem nặng một chút lớn tảng băng tựa hồ thật là khờ người có mốc phúc trước kia nhặt đồ vật hiện tại nhặt người chẳng những có thể tùy chỗ nhặt cơ duyên còn luôn có thể cùng một chút người có đại khí vận cùng một tuyến Trước đó nói chuyện phiến thời điểm, Nhiễm Thanh mặc lên đề cập qua, tại Chu Sát Tuần mặc trước đó, nàng hướng về Tĩnh Giang phủ đi đường thời điểm, ngay tại kia mờ mịt núi rừng bên trong ngẫu nhiên gặp qua Tần Mặc, thậm chí còn kết một cái không quan trọng thiện duyên, hoàn toàn không giống hắn cái này nấm mốc xó khắp nơi cùng người kết thù. Bạch Mộ hy không thể lý giải hướng nguyên ý tứ, nghi hoặc hỏi, là nàng có cái gì đặc biệt chỗ á? Đang khi nói chuyện, bốn người không ngừng tại núi rừng sương mù tung càng, hứa nguyên nghĩ nghĩ, phản hỏi, ngươi có thể nhìn ra giới tính của nàng á à? nhìn không ra đây là đặc thù nào đó thể chất bạch mộ hy phản ứng rất nhanh hứa nguyên cặn đầu cười nói âm dương huyền văn thể đã từng nghe nói chưa không có một loại rất thích hợp làm đỉnh lô thể chất âm dương huyền văn thể tiên thiên song đạo uẩn ra thân đem nó làm đỉnh lô có xác suất có thể cả mộ thái âm đạo uẩn cùng huyền dương đạo uẩn bên trong một cái công tử người nghĩ thu hắn ha ha không có ý tưởng này âm dương đạo uẩn cùng ta không quá tương đáp hứa nguyên lắc đầu cười nói ra mà lại so với đen nó làm đỉnh lô đến sử dụng đem âm dương huyền văn thể người sở hữu bồi dưỡng lên ích lợi kỳ thật lớn hơn đây rất khó đi không phải vì sao cái này thể chất sẽ bị xem như đỉnh lô sử dụng đương nhiên khó không phải âm dương huyền văn thể cũng sẽ không bị xem như đỉnh lô hứa nguyên không có phủ nhận mức khí mang theo một vòng thổn thức không tu hành còn tốt một khi âm dương huyền văn thể đạp vào con đường tu hành âm dương đạo ẩn giác tỉnh ngày đại khái xuất chính là nắng chết thời điểm Bạch Mộ Hi hơi trầm ngâm hỏi, công tử ngươi dự định giúp nàng? Chúc, giúp thế nào? Hứa Nguyên có chút buồn cười hỏi lại, đạo ẩn thứ này ngoại nhân có thể hay không nhúng tay ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng, nhiễm thanh mặc cho ta sáng tạo ra cơ hội này, liên tiện tay kết một thiện duyên thôi. Nói, Hứa Nguyên nhìn về phía trước nha đầu bóng lưng, ngữ khí yếu ớt. Nhà đầu này có thể còn sống sót vậy liền hai cái của đào thu nhập dưới trướng, nhưng không sống nổi đó cũng là mạng của nàng. Lão cha thật dùng nói chuyện hành động dạy hứa nguyên rất nhiều thứ. Quảng bá loại, không làm mập, tỉ mỉ bồi dưỡng trả ra đại giới quá lớn lại không xác định có thể hay không bởi vì bón phân qua thịnh mà dài lệch ra cho nên truyền bá gieo hạt tử là được trưởng thành người tự nhiên sẽ tiến vào tầm mắt của người sau đó lại mượn tự thân thế lực đi hái của đào là đủ suy nghĩ hiện lên hướng nguyên khóe môi bỗng nhiên khơi gợi lên một vòng ý cười không nói trước nha đầu này chuyện mộ hi, kia phượng tiên nho ngươi thấy thế nào Bạch Mộ Hi ánh mắt hơi biến đổi, mới tinh tình báo hấp thu về sau, suy nghĩ nhanh chóng phun trà một lát, nhẹ giọng trả lời: "Công tử, ý của ngươi là nói, kia Phượng Tiên nhau cũng xem thấu nha đầu này ẩn tàng, cho nên muốn đem hắn làm đỉnh lô lĩnh ngộ đạo uẩn." Nói, tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nếu là cứ như vậy, tiểu tử kia đem nha đầu này bước ra rừng Phượng Đường lý do ngược lại là nói thông được, nếu là bị Hắc Lân vệ phát hiện, cái này Phượng Phương Minh đại khái suất là được đưa đi để an thành. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác là cái này Phượng gia tổ từ phụ cận? Hứa Nguyên bất thình lình hỏi, đưa đi cái khác thâm sơn lão lâm không tốt sao, hay lần này tới lần khác là cái này tổ từ địa giới. Bạch mộ hy nhan nhan đại mi, dễ dàng cho trông giữ, nhìn nha đầu kia lò trước lo sau dáng vẻ, phượng tiên nho tựa hồ thường xuyên đến bên này, lấy bảo vận đồng thời nhìn xem nha đầu này. Hứa Nguyên im lặng trầm tư một lát lắc đầu, không xác định. Có một màn như thế, chuyến này đại khái xuất muốn cùng cái này chi thứ thiên tài đánh một chút quan hệ, đến lúc đó trực tiếp hỏi hỏi hắn liền tốt. Rất lời về sau, mở mịt Lâm Hải liền lâm vào yên lặng. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, phía trước phi nhanh dẫn đường thiếu nữ liền chậm rãi đứng tại một chỗ vách đá trước mặt, ngoái nhìn nhìn qua Hứa Nguyên, rụt rè thấp giọng nói ra: "Công tử, chúng ta đến." Kết thúc, đảo mắt một vòng bốn phía. Đây là một chỗ đáy vực, ba mặt vòng lâm, một mặt trưởng bích, không thấy chút nào sườn động. Lại lần nữa nhô ra linh thị liếc nhìn một lát, Hứa Nguyên mới khó khăn lắm phát giác trước mắt cái này chắn trên vách đá dựng đứng ân ẩn có không quan trọng trận pháp ba động, huyền diệu như thế huyễn trận thật may mà tiểu tử kia có khí vận có thể tại cái này mở mịt lâm hải bên trong tìm tới nơi đây trong lòng hơi cảm thán một câu hướng nguyên trực tiếp dậm chân hướng phía vách đá đi đến mà lúc này một bên phượng linh mình vội vàng lên tiếng nói ra công tử chờ một chút người dạng này đi vào sẽ thụ thương tiến vào này sơn động cần máu vừa nói nàng lật ra áo ngoài từ đó rút ra một thanh dao găm liền muốn hướng phía chính mình bàn tay nhỏ trắng loạn cắt đi nhìn hắn trên lòng bàn tay vết thương rõ ràng thường xuyên làm như thế ông nhưng lần này năng lời còn chưa dứt một tiếng vù vù bỗng nhiên lấy hứa nguyên làm trung tâm hướng phía núi rừng sương mù ở giữa khuếch tán mà đi đợi cho hết thảy trở nên yên ắng trước mắt vách núi đã tiêu tán thay vào đó là một chỗ thâm thúy động rộng rãi cổng vào Hứa nguyên tiện tay nhấn xuống thiếu nữ đao trong tay lưỡi đao tại nàng ngạc nhiên trong ánh mắt ôn nhu hỏi phượng tiên nho tiến vào nơi này một mực tại dùng máu của ngươi anh không có Nắn ngồi ngay người về sau thiếu nữ đen đầu lắc giống là chống lúc lắc gập ghềnh hắn bình thường đều chỉ dùng của mình máu chỉ là dạy qua ta mấy lần nhưng vì vì cái gì công tử ngươi không cần máu liền có thể khai trận bởi vì ta mậu thân là phượng thiên nhi chi thứ cần máu tôi làm chứng minh mới có thể mở ra trận pháp nhưng dòng chính lại chỉ dùng đen tự thân nguyên khí cùng trận pháp tương liên liền có thể trực tiếp mở ra anh phượng linh mính nhẹ nhàng lên tiếng dù xuống tầm mắt không biết suy nghĩ cái gì động đá vôi nội bộ là một đầu sửa chữa đến cẩn thận tì mì thẳng tắp đường hành lang dài rộng cao các ba trưởng một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng cất giấu trong đó dây đặc trận văn tản ra lấy nguy hiểm quang mang một khi bước vào đường hành lang treo ngược tại đường hành lang ngay phía trên giày đặc đèn sáng lập tức ánh vào bốn người tầm mắt hướng phía đường hành lang chỗ sâu hoãn lại mà đi cây đèn bên trong chập trờn ánh lửa máu sắc không đồng nhất hết thảy chín chén nhỏ nhưng bây giờ nội bộ chỉ có bốn chén nhỏ được thắp sáng phượng linh mính một bên dẫn đường một bên nhẹ giọng nói ra trong này mỗi một chén nhỏ đèn sáng đều sẽ sáng tạo ra một cái ao cảnh chỉ có sông qua kia huyễn cảnh mới có thể thắp sáng đèn sáng từ đó tiếp tục đi tới ta tới đây nửa năm đến thắp sáng bốn chén nhỏ đối với cái này như là phó bản thiết kế đường hành lang hướng nguyên ánh mắt rất là bình tĩnh nước không thể một ngày vô chủ vì phòng người đích hệ huyết mạch do ngoài y muốn gián đoạn tuyệt phượng gia tiên tổ liên lại tổ tứ bên trong thiết hạ cửu trọng khảo nghiệm chi từ chi mạch thắp sáng chín chén nhỏ đèn sáng liền coi như là có được dòng chính quyền kế thừa bất quá phượng linh mình ngược lại là hơi đưa tới hứa nguyên chủ ý đi ra tốt một khoảng cách hướng nguyên bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi chính phượng tiên nhau không có tới sông cái này chín mê đèn trận á à? phượng linh mình nghĩ nghĩ thanh thật trả lời không có hắn mỗi lần đều tại cổng vào chiều ta nghe được câu trả lời này hứa nguyên biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái bắt quá còn chưa tới kịp nói chuyện gần như đồng thời ngoại trừ phượng linh mình cái này thiết thân thái kê hứa nguyên ba người gần như đồng thời hướng phía đường hành lang cổng vào phương hướng nhìn lại mà nơi đó chậm rãi đi vào một tên khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên áo trắng bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 572. trăm bảy mươi tại cái này dài nhỏ tính mịch đường hành lang bên trong kia không nhanh không chậm tiếng bước chân lộ ra phá lệ chói mắt Mặc dù trước kia chưa từng thấy qua vị này phượng gia chi thứ bắt thế gia thiên tài thiếu niên, nhưng ở nhìn thấy đối phương thời điểm, hứa nguyên như trước vẫn là một chút xác nhận thân phận của đối phương. Bởi vì một loại không hiểu đã thị cảm, phượng tiên nhau mặc dù khuôn mặt vẫn như cố mang theo thiếu niên non nớt, nhưng thần sắc khí chất đều là thoát trần xuất thế. Nguyên bản hứa nguyên nói lấy lấy lệnh bài về sau, lại chuyên đi tổ địa bên kia tìm một cơ hội cùng vị này tiểu thiên tài gặp mặt một lần. Chẳng qua hiện nay nhìn cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Thiếu niên áo trắng sau khi đứng vững, ánh mắt tại hứa nguyên ba người trên thân đảo qua cuối cùng rơi vào hứa nguyên trên thân ánh mắt đạm mạc mà sắc bén các ngươi là gan thật rất lớn bắt ta phượng gia tộc người nhập ta phượng gia tổ địa tiểu công tử không phải một bên phượng linh mình biết do đối phương tính cách có chút lo lắng lên tiếng ngắt lời hắn thanh âm tại đường hành lang quanh quẩn vị công tử này nợ miệng phượng tiên nhau bình tĩnh ánh mắt bởi vì nghe tiếng mà trong né mắt lóe lên một vòng mắt chân có thể thấy chán ghét ta để ngươi nói chuyện á à? phượng linh mính nhỏ yếu thân thể đan bạc bỗng nhiên run lên một cái có chút sợ hãi cúi đầu phượng tiên nho hồ lạnh một tiếng ngư khí tựa hồ cố gắng duy trì lấy bình tĩnh tự tiện dẫn người tới đây cấm địa đem ta như gió thoảng bên tai thật coi ta không dám giết người phế vật này rất lời đưa hành lang nhất thời trở nên yên ắng. thiếu nữ buông thõng đầu mấy lần lấy hết dũng khí muốn nói chuyện nhưng lại đều bởi vì em ngại mà nắm chặt góc áo lựa chọn trầm mặc Đình động kia bồn chén nhỏ sáng lên đèn sáng bên trong chập chờ đu quang đen năm người ảnh từ bán ra rất dài tay phần này ngắn ngủi trong yên tĩnh tiếng sột soạt nâng theo một trận tiếng sột soạt thiếu nữ cúi đầu run rẩy thân thể bỗng nhiên cứng đờ nàng cảm nhận được một cái tay chùm lên đầu của nàng bên trên nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu an à ủi nàng oan phượng linh mình, hứa nguyên đưa tay khoác lên thiếu nữ nhu thuận tóc dài phía trên ngươi quen rồi sao ngươi cùng ta giao dịch đã thành lập phượng linh mình thân thể run rẩy chậm rãi ngừng lại vô ý thức ngưng mắt nhìn về phía trước mắt cao hơn chính mình một cái đầu không chỉ đại ca ca môi đỏ ngập mừng nói mùa nói chuyện nhưng phát ra tiếng cuống họng lại bởi vì em ngại giống như là bị ngăn chặn, làm sao đều nói không nên lời. Hứa Nguyên mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt ôn nhu, trong lòng hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Tại cái này phượng gia tổ từ bên trong, làm đích hệ huyết mạch, coi như lớn tảng băng hai người không động thủ, chính Hứa Nguyên liền có thể mượn nhờ trận pháp đem tiểu tử kia thuấn miểu. Hắn sở dĩ cho cái này phượng gia chi thứ hai cái này tiểu bối cơ hội nói chuyện, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn thông qua loại này cấp bách cục diện đến xem hai người phẩm hạnh. Kết quả có chút ngoài ý muốn, bởi vì nha đầu này thế mà lựa chọn lên tiếng giải thích. Phượng Linh mình đã biết hắn giả thân phận, nếu là nàng không giải thích lấy phượng tiên nho vừa lên tới thái độ hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít mặc dù xem ở phượng gia huyết mạch phân thượng không có lo làng tính mạng nhưng một trận đánh đập là hoàn toàn tránh không khỏi người tên cây cỏ bóng có hứa trường ca tên tuổi sau đó phượng tiên nho đại khái xuất cũng là không dám tiếp tục tìm phiền phức của nàng cân nhắc đến nhà đầu này tuổi tác như thế làm việc hẳn là bởi vì thiện lương anh suy nghĩ hiện lên hướng nguyên khỏe môi hơi cầu nhẹ nhàng chậm chặt thành âm ồn nhu lại lần nữa vang lên đừng sợ dựa theo chúng ta giao dịch nội dung ta thế nhưng là sẽ từ trong tay hắn bảo vệ ngươi giao dịch bảo hộ phượng tiên nho thanh âm bỗng nhiên chuyển đến hắn nhìn chằm chằm bên kia thanh niên vút về phượng linh mính đầu tay lông mày không tự giác nhăn nhăn thanh âm nhiệt độ hơi hạ xuống quả nhiên là cái ngu xuẩn đồ vật làm phượng gia huyết mạch thế mà tùy ý tin vào người ngoài nói đến đây phượng tiên nho kia mang theo một chút thiếu niên thanh âm nón nớt bỗng nhiên trầm xuống xuẩn đồ vật còn đứng ở kia làm gì còn không mau cút đi tới thanh âm cuồn cuộn như sầm quanh quẩn lọt vào tai một mực bôi hồi nhập đường hành lang chỗ sâu nguyên bản đã dần dần buông lỏng thân thể lần nữa căng cứng phượng linh mình cắn môi sừng theo bản năng hướng phía phượng tiên nhau phương hướng đi một bước nhìn thấy cử động này phượng linh mình cử động hướng nguyên trong lòng không khỏi có chút hiện nói thầm nhà đầu này tựa hồ thật đối phượng tiên nhau sợ hãi tới cực điểm là một tên hoàn khố hứa nguyên đã từng cũng tại không ít người trong lòng lưu lại bóng ma nhưng lại không gặp những cái kia sợ hẳn đến dạng này nhiều lắm là nếu là tại đầu đường gặp được lập tức tránh nói mà đi trình độ phượng linh mính này tấm thần sắc hoàn toàn không giống như là tùy ý trên ép có thể tạo thành kết quả cho nên đây tỉ mỉ dạy dỗ nên bất quá kiếp trước kiếp này cái đồ chơi này hứa nguyên đều gặp không ít đây là một môn trình cống việc cần kỹ thuật thuộc về nba tiến giai giáo trình nếu là đến cuối cùng hứa nguyên có thấy thụ ngược đãi người đem dạy dỗ người môi tiếng nói cử động xem như thánh chỉ đến chấp hành có người ngoài muốn cứu thụ ngược đãi người khả năng coi ngươi là làm cứu nhân giết cha bất quá nghe phượng linh mính năng từ chính mình thôn ra đến phượng gia tộc đường gặp được phượng tiên nho cũng bất quá hơn nửa năm thời gian ngắn như vậy phượng tiên nho hẳn là còn ở vào lập uy giai đoạn không phải nha đầu này cũng không có khả năng nắm chặt hắn vươn hướng tay của hắn tuổi trẻ bây giờ chơi đến thật là hoa bất quá nghĩ như vậy hứa nguyên ngược lại là đại khái xác định một sự thật Phượng Tiên Nho đúng là biết hiểu Phượng Linh Mính nha đầu này thế chất tập thù, không phải lấy hắn từ chất hẳn là sẽ không phí hết tâm tư đi làm loại chuyện này. Ai? Khẽ thở dài một hơi, Hứa Nguyên chậm rãi đưa tay từ thiếu nữ trên đầu thu hồi lại, cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp biến mất. Phượng Linh Mính bỗng nhiên ngoái nhìn nhìn phía Hứa Nguyên, thanh tù thấu triệt trong con người, mang theo một vòng em ngại bất lực. Đại khái là cho là hắn muốn thả tay. Hứa Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói ra: Ngươi đi ra ngoài trước, tại tổ từ bên ngoài chờ ta. Phượng Linh Mính trầm mặc một chút nhẹ nhàng gật đầu sau đó chậm rãi hướng phía ngoài động đi đến thiếu nữ bước chân đi được rất chậm đi đến thiếu niên áo trắng kia trước người thời điểm đầu cơ hồ co lại thành đà điểu cắt gao nắm chặt vạt áo tự hồ sợ đối phương đột nhiên đối nàng động thủ bắt quá ở ngoài sáng ngọn đèn chập chờn bên trong thiếu niên áo trắng chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút tại trong yên tĩnh hứa nguyên nhìn chăm chú lên thiếu nữ bóng lưng rời đi bắt quá rất nhanh hàn ánh mắt liền bị chặn thiếu niên áo trắng không để lại dấu vết trước đạp bên cạnh rơi nửa bước chặn hứa nguyên nhìn về phía phượng linh mình ảnh mắt mà cái này nhỏ xíu cử động trực tiếp về hướng nguyên ánh mắt trong né mắt cổ quái nâng theo lấy bước chân đi xa thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng hướng nguyên cũng liền đem ánh mắt ném rơi vào thiếu niên áo trắng trên thân y màng đối mặt bầu không khí từng chút từng chút dần dần khẩn trương tại sắp dương cung bạt kiếm thời khắc hướng nguyên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng ánh mắt không tệ nhưng ngươi liền không suy nghĩ nghĩ bằng ngươi cái này một giới dung thân nếu là giận ta chính mình làm như thế nào đi ra cái này động rộng rãi thiếu niên áo chẳng ánh mắt tạm mặc không có trả lời, hơi đưa tay, toàn bộ động rộng rãi trong nháy mắt khí cơ cuồn cuộn, trong đó băng bà quy áp bề cả tòa cao sơn vách đá đều tại có chút phát run. Gặp này biến cố, Nhiên Thanh mặc cùng Bạch Mộ Hi trong mắt trong nháy mắt bộc lộ một vòng thâm trầm ngưng trọng. Bắt quá hướng nguyên như trước vẫn là duy trì nụ cười như có như không, bởi vì có này khí cơ cũng không phải là phượng nho tiên tiểu tử này lực lượng của mình, mà là mượn nhờ trận pháp, phượng gia tổ từ trận pháp. Mặc dù nơi đây đường hành lang rất hẹp, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Lần thủ hộ phượng gia tổ từ trận pháp, trong đó trận văn đã lan tràn đến phụ cận mấy dãy núi bên trong lượt cùng một chút môn phái hộ tông đại trận là một cái cấp bậc toàn lực thôi động phía dưới thậm chí có thể chảm thuế phàm trong chỉ tay thần quang lấp lóe thiếu niên ào chẳng ánh mắt lạnh lùng các hạ cảm thấy cái này đủ á minh bạch đối phương cậy vào hướng nguyên ngoái nhìn nhìn một cái kia dọc theo đường hành lang hoãn lại hướng vào phía trong chín chén nhỏ đèn sáng giờ khắc này ở phượng tiên nho thao tùng dưới chín chén nhỏ đèn sáng đã đều sáng lên nói cách khác tiểu tử này đã đem cái này phó bản thông quan thu được phượng gia tổ từ sơ bộ tán thành có thể lấy 16 tuổi tác thông qua tổ từ khảo nghiệm anh không? Có lẽ thông qua thời gian sớm hơn, dù sao hiện tại tiểu tử này đều học xong thuần thục thao túng trong cái này trận pháp. Ý niệm tới đây, hứa nguyên nghi ngờ trong lòng cũng theo đó mà tới. Chín chén nhỏ đèn sáng là bước đầu khảo nghiệm, đi qua đường hành lang về sau, còn có hai đạo khảo nghiệm. Đạo thứ hai là tiên tổ linh thất, bên trong có rất nhiều tiên tổ lưu lại hồn ngấn làm nguyễn cảnh. Mà đạo thứ ba thì là phượng gia thái tổ hồn ngấn. Ba đạo khảo nghiệm đều thông qua, liên sơ bộ có thể thu được dòng chính quyền kế thừa. Lấy Phượng Tiên Nho tu vi muốn qua đạo thứ ba khảo nghiệm gần như không có khả năng, bởi vì nơi đó mẹ hắn cậu lưu lại hồn ngấn chưa tiêu tán đây. Bất quá Phượng Tiên Nho như nghĩ tới đạo thứ hai khảo nghiệm nói hẳn không có vấn đề gì, vì sao nơi đó còn là hoàn hảo? Nhìn chăm chăm Phượng Tiên Nho nhìn mấy tức, Hứa Nguyên bỗng nhiên bất thình lình hỏi: Tiểu tử, ngôi, thích Phượng Linh Mính? Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, thiếu niên áo trắng lạnh lùng lạnh nhạt khuôn mặt có chút cứng đờ, nhưng lập tức đè xuống, bình tĩnh nói ra: các hạ nếu có long dương chuyện tốt rất không cần phải suy bụng ta ra bụng người hứa nguyên không có phản ứng tiểu tử này miệng lươi bén nhọn chậm rãi chậm rãi hướng phía hắn đi đến tự mình nói ra lấy âm dương nguyên văn thể tính đặc thù cho dù là nguyên sơ cường giả cũng là nhìn không thấu ngươi làm sao phát hiện nàng là thân nữ nhi nghe nói như thế thiếu niên áo trắng con người bỗng nhiên co rụt lại nhẹ nhàng bước chân dần dần tới gần hứa nguyên hẹp dài đôi mắt cũng bộc lộ một vòng nghiền ngẫm là ngoài ý muốn đưa đến nhìn thoáng qua vẫn là duyên phận đưa đến gặp rủi ro cứu giúp hay là cả hai đều là nói hứa nguyên lườm đồng dạng đường hành lang cạnh ngoài khoan thai nói ra loại này thâm sơn lão lâm vẫn là có không ít hồ nước ngươi sẽ không phải gặp được người ta tắm rửa đi thiếu niên áo trắng thần sắc triệt để khôi phục lạnh nhạt nhìn về phía hứa nguyên mắt thần tượng là đang nhìn một cái kẻ ngu phun ra bốn chữ nguyên áo tòa tư hứa nguyên khe khẽ thở dài ngữ khí mỉm cười qua phượng gia tổ từ đạo thứ hai khảo nghiệm vui hẳn là có thể được không ít chỗ tốt thậm chí lĩnh ngộ ra sông đạo uẩn vì cái gì không đi đem khảo nghiệm qua thiếu niên áo trắng mặt lộ vẻ cười lạnh ta phượng tiên nho chưa từng cần những này ngoại vật phụ tá tu luyện cũng có chút ngông nghênh, nhẹ nhàng khen ngợi một câu hướng nguyên ngược lại cười nói ra nhưng cũng không cần cầm cũng hầu như không có chốt xấu á vẫn là nói người biết một khi có người qua tổ từ đạo thứ hai khảo nghiệm ngoại giới cái này chín chén nhỏ đèn sáng liền sẽ bị khí cơ khóa lại không còn cho phép người khác tiến vào tiểu tử Ngươi buộc nha đầu kia một mực tại cái này tu hành, nhưng thật ra là muốn cứu nàng đi. Dù sao, nếu là âm dương huyền văn thể song đạo uẩn giác tỉnh, không có tương ứng áp chế thủ đoạn, đại khái xuất sẽ trực tiếp chết mất. Thiếu niên áo trắng nhịp tim hơi giá tốc, bỗng nhiên một nắm nắm đấm. ngươi cứ như vậy muốn chết. Theo rất lời, toàn bộ đường hành lang bên trong khí cơ đã ngưng tụ tới cực điểm, đột nhiên hướng phía hướng nguyên chu sát đè xuống. Cảm nhận được quanh mình sát cơ, hướng nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó, ba, một thanh âm vang lên chỉ dây núi ô nào náo động chấn động không có dấu hiệu nào bỗng nhiên bình tĩnh lại hứa nguyên đi tới thiếu niên áo trắng trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem không hiểu mà ngạc nhiên hắn cười đưa tay điểm một cái trái tim của hắn vị trí tiểu tử người lòng rối loạn a à? ta có thể đối phượng ra tổ từ bên trong quen thuộc như vậy người liền không cảm thấy kỳ quái á à? thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng trong mắt ánh mắt âm tính bất định người là ai hứa nguyên lết qua thiếu niên cái này thân trắng hơn tuyết ba phần áo trắng trang phục quen thuộc đã thị cảm lại lần nữa xông lên đầu cái này chi thứ thiên tài tựa hồ là chính mình cậu mê đệ thầm nghĩ hứa nguyên chậm rãi nói ra hướng phượng huyền văn ảo ta ngược lại thật ra thường xuyên gặp người khác xuyên y phục này bắt qua hắn xuyên không phải ngươi cái này bộ dáng hàng phượng tiên nho đầu óc đứng máy một cái chớp mắt ý thức được đối phương trong miệng người là ai hứa trường thiên không đúng kia hoàn khổ đã chết nghĩ đến cái này phượng tiên nho vô ý thức lôi về sau nửa bước một cái để cho người ta phát xôn danh tự dần dần hiện lên ở não hải cho phép Hứa trường ca, danh tự vừa mới hiển hiện, trước mắt nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp thành âm liền lại lần nữa truyền đến. Cho nên, ngươi còn muốn ta chết à? Nghe nói như thế, kia lạnh nhạt ánh mắt tại lúc này trở nên phảng phất có thể nhiếp nhân tầm phách. Phượng tiên nho đầu gồi kém chút mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, bất quá trong lòng ngông nghênh vẫn như cu để hắn nhìn thẳng nam tử trước mắt hít. Sâu một hơi, không kiêu ngạo không tự ti, lương gạt tại ta, tại trường công tử giống như này vui vẻ à? Người thật để mắt người, phượng tiên nho, nghe nói như thế, hứa nguyên thần sắc lạnh nhạt, nỗi lòng hơi an hắn kỳ thật còn có chút lo lắng cho mình có thể hay không bị người hoài nghi thân phận dù sao hắn có chút lắm lời mà hứa trường ca chỉ động thủ không bức bức nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có cái lo lắng này tất yếu hứa trường ca thanh danh mặc dù lớn nhưng gặp qua hắn người vẫn là quá ít cuối cùng quen mắt một chút phượng tiên nho hứa nguyên trực tiếp sai người hướng phía đường hành lang chỗ sâu đi đến nghe nói chi thử ra hai tên thiên tài mặc dù đối người ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt nhưng bây giờ nhìn ngươi bản tính cũng không xấu, chỉ là thủ đoạn sai. Mà đi ra mấy bước về sau, hứa nguyên cộng thân thể bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi, từ nay về sau không cho phép lại khi dễ nhà đầu kia. Phượng tiên nho nghe nói như thế, tay áo hạ nắm đấm hơi nắm chặt. Việc này, phải công trưởng công tử ngươi không quan hệ, ta đã đáp ứng nhà đầu kia. Tha thứ khó tòng mệnh, phượng tiên nho cản răng. Cái này không phải tại trưng cầu ý kiến của ngươi. Trưởng công tử cũng không phải là gia chủ, ta cũng không có phục tùng ngươi mệnh lệnh lý. Ừm, um, bước chân dừng lại, một tiếng vang trầm đánh gãy phượng tiên nho lời nói xen lẫn trận pháp cùng đại khí cơ một kích trực tiếp một bàn tay đem kiệt ngạo thiếu niên áo trắng trong né mắt đánh ngã trên mặt đất tái khởi không thể nâng theo lấy bước chân quanh quần kia bình thản thanh âm yếu ớt từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến hiện tại có bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 573. đối đai phượng tiên nho so với đơn giản sáng tỏ bạo lực hướng nguyên trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng dùng nói liệu ta hắn niên thiếu mộ ngài vậy chỉ dùng nha đầu kia tới bắt bóp hắn Bất quá đáng tiếc loại phương pháp này quá mức hèn hạ, đã hoàn toàn cùng với trường ca truyền lưu thế gian người thiết đi ngược lại, cho nên vẫn là gọn gàng mà linh hoạt một bàn tay đập choáng làm cảnh cáo. Về phần hắn rời đi về sau, Phượng Tiên Nho nếu như tái phạm, nếu là nha đầu kia không chủ động đi cầu trợ ở hắn, Hứa Nguyên cũng không tính tiếc qua nhiều can thiệp chuyện này. Giữa trần thế giữa người và người mâu thuẫn rất nhiều đều là bắt nguồn từ chưa quen thuộc, cùng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Khi biết động co về sau, Hứa Nguyên hiện tại đối Phượng Tiên Nho cảm nhận kỳ thật cũng không chênh lệch thiếu niên này xem như tại dùng phương thức của mình đến bảo hộ phượng linh mính âm dương huyền văn thể sức hấp dẫn quá lớn tại bản thân không có bối cảnh tình huống dưới bại lộ lại khái xuất sẽ biến thành song tu bạn lữ lấy phượng tiên nho địa vị cũng không giữ được nàng bởi vì âm dương huyền văn thể tính đặc thù cũng sẽ không bởi vì đêm đầu đánh mất mà tiêu tán cái này có chút cùng loại hồ mị thần anh thụ hiệu quả nhưng có một cái không xác định thời hạn tại đạo uẩn sau khi giác tỉnh thằng đến thể chất người sở hữu tử vong trước đó cũng có thể lặp đi lặp lại sử dụng thậm chí còn có chuyên môn là âm dương huyền văn thể sáng lập bí pháp lấy đạt tới để hắn tận khả năng sống được càng lâu vì phượng gia chi thứ hưng thịnh trưởng lão hội bên kia đại khái xuất chọn hy sinh nha đầu kia vì bảo hộ cho nên căm thù lấy chính mình tại trong tộc cao thượng địa vị để quanh mình tất cả mọi người không dám tới gần đối phương lại lấy chán ghét danh nghĩa đem nói chuyện để khu trục gia tộc đường bởi vì chỉ có dạng này phượng linh mình nha đầu kia mới có thể triệt để thoát ly tộc lão nhóm tầm mắt thầm nghĩ hướng nguyên ngước mắt nhìn thoáng qua treo ở đỉnh đầu chín chén nhỏ đèn sáng phượng gia tổ từ bên trong trận pháp có sát trận nhưng đó là nhằm vào địch nhân đối với đến đây dự thi tộc nhân trong đó trận pháp đều là huyễn trận bên ngoài chín chén nhỏ đèn sáng rèn luyện tộc nhân kỹ nghệ tâm tính trung bộ linh đường cái kia đạo huyễn trận thì là khảo nghiệm mộ tính như phượng linh mình có thể qua cái này thông hướng ra chủ con đường tầng tầng khảo nghiệm đại khái của thật có thể ổn định kia âm dương huyền văn thể song đạo uẩn nhưng vấn đề là thời gian quá gấp âm dương huyền văn thể là cái rất mơ hồ đồ vật ai cũng không biết nó sẽ ở có một ngày giác tỉnh khả năng còn có vài năm thời gian nhưng cũng có thể là ngày hôm nay bất quá loại chuyện này vì cái gì không thể hào hảo câu thông đâu chỉ cần nói thông nhà đầu kia cũng sẽ không sợ hãi hắn nghĩ đến cái này hứa nguyên trở lại đôi mắt ánh mắt xuyên thấu dài nhỏ đường hành lang rơi vào phượng tiên nho kia thân áo trắng phía trên nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu học cái gì không tốt càng muốn học trong nhà hắn kia hai bức vương không bức bức chỉ động thủ một cái ba mươi mấy con tại cùng tiểu thiên sư dùng mình một cái đều nhanh chín mươi kết quả vẫn là cái lưu manh ôm kiếm sống hết đời bất quá vậy đại khái cũng là hứa nguyên đối phượng tiên nho yên tâm nguyên nhân một trong tiểu tử này tựa hồ là nhà mình cậu mê đệ quần áo cùng vật trang sức thậm chí thần sắc đều một so một phục khắc cực kỳ giống kiếp trước thời kỳ truy tinh tộc chính là không biết tiểu tử này từ lúc nào gặp qua phượng cửu hiên vậy mẹ cậu trước đó có trở lại tây phượng sơn bên này à có huyết mạch mở đường hứa nguyên mang theo hai nữ một đường thông suốt đi qua đường hành lang tiến vào phía sau linh đường theo ba người bước vào từng chiếc từng chiếc đèn áp tường tùy theo sáng lên linh đường chính giữa nặng nề đài trên kệ trưng bày mấy chục tấm linh bài nơi này linh bài đều là phượng gia đã từng thánh nhân cường giả bọn hắn khi tạo hóa trước đó sẽ đem một vòng bản nguyên hột ý luyện vào tự thân linh bài bên trong vì hậu nhân lưu lại thuộc về mình truyền thừa cùng khảo nghiệm đây cũng là phượng gia nội tình một trong bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa trong linh đường phần lớn linh bài đã ảm đạm vô quang lúc này còn có u mang lấp lề cũng bất quá xong trưởng số lượng lườm bên cạnh hai nữ một chút bạch mộ hy đã hướng phía linh bài phương hướng hạ thấp người hành lễ mà nhiễm thanh mặc còn xử tại kia hiểu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây an lấy thiếu nữ đầu cùng một chỗ hướng phía linh đường thì lễ một cái hướng nguyên trường cái này lớn tảng băng một chút trưởng bối cung kính điểm đàng hoàng thi lễ một cái về sau nhiễm thanh mặc thất giọng đáp anh lập tức nàng hơi do dự về sau chấm thất giải thích nói Hứa nguyên ta vừa rồi giống như nghe được cái thanh âm hỏi ta muốn hay không tiếp nhận truyền thừa của hắn nghe nói như thế hướng nguyên thoáng sửng sốt lập tức lên nhìn một bên tiểu bạch Bạch Mộ Hi ánh mắt nghi hoặc, rất hiển nhiên nàng không nghe thấy. Hơi suy nghĩ, Hướng Nguyên đối nhiễm Thanh Mặc cười nhẹ nói ra: Đây là Phượng Gia thành Thánh Tiên tổ lưu lại truyền thừa, ngươi nghe được thanh âm, hẳn là một vị nào đó qua đời Thánh Nhân nhìn chúng ngươi đi. Nhiệm Thanh Mặc nháy hạ đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: Có thể ta không có Phượng Gia huyết mạch à? Chưa phát động sát trận mà tiến vào nơi đây người đều bị thừa nhận là người của Phượng Gia công tử. Vậy ta đây này, Bạch Mộ Hi nâng lên thon dài ngón cho chỉ chỉ chính mình, đây chính là Thánh Nhân truyền thừa, như thế có duyên nghi đến bạch mộ hy trong mắt đẹp ẩn ẩn mang theo chờ mong hướng nguyên ngoái nhìn trên dưới liếc nhìn một vòng người mê mơ không quan trọng ngươi trừ sao bạch mộ hy công tử bất công coi như xong bọn này người chết vậy mà cũng bất công liếc qua xẹp lên miệng tội nghiệp tiểu bạch hướng nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía nhiễm thanh mặc trong mắt mang theo ý cười hắn cái này đích hệ huyết mạch đều chưa lấy được truyền âm kết quả lớn tảng băng lại trước nhận được Phúc Nguyên cao liền là không giống. Nghĩ nghĩ, hướng Nguyên nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi dùng ý hồn kết nối lên tiếng khối kia linh bài, nó liền sẽ kéo ngươi tiến vào huyễn cảnh. Nghe vậy về sau, nhiễm thanh mặc vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ánh mắt do so dự, liếc nhau, hết thầy hiểu rõ. Lớn tảng băng sư phó bản thân liền là thánh nhân, có một cái sống thánh nhân dạy bảo, làm gì còn muốn đi tiếp nhận một cái chết đi thánh nhân truyền thừa một tiếng cười khẽ hứa nguyên thắt giọng nói ra cái này từ đường truyền thừa bản thân liền là một cái song hướng lựa chọn quá trình nếu là không muốn vậy liền được rồi nhiễm thanh mặc gật gật đầu hướng phía trong đó đáy tờ thứ sáu linh bài thật sâu thi lễ một cái môi đỏ khẽ nhách tựa hồ đối với lấy bên kia nói thứ gì tại yên lặng một cái chớp mắt về sau hứa nguyên liền nhận được mời mà lại không chỉ một đại khái bảy tán đạo thanh âm đồng thời vang lên tại hắn bên tai mặc dù hắn phúc nguyên thất nhưng dù sao cũng là phượng gia đích hệ huyết mạch mà lại là tiên thiên đạo thể bất quá hắn đều là từng cái cự tuyệt mà theo hắn cự tuyệt, trong linh đường dường như vang lên một trận như có như không phiền muộn thở dài. Những này tiên tổ tựa hồ đã không có bao nhiêu thời gian, bất quá bọn hắn cũng không có cưỡng cầu, linh bài mặt ngoài u quang dường như đôi mắt lắp lế chỉ chốc lát về sau, lên một lần nữa quy về yên lặng. Đây là phượng gia tổ từ bên trong trạng thái bình thường, có thể xâm nhập đến chỗ này phượng gia tộc người không cần thánh nhân truyền thừa, mà cần thì căn bản vào không được. Đại bộ phận phượng gia tiên tổ lưu lại hồn ý đều tại thời gian trường hà bên trong lặng yên tan biến nhờ tới bên ngoài âm dương huyền văn thể nha đầu kia hướng nguyên hơi suy nghĩ vẫn là lên tiếng nói các vị tiên tổ không bằng các loại cố gắng không lâu sau đó liền có tộc nhân khác sẽ đến ở đây mặc dù nàng cũng không phải là ta đích hay huyết mạch nhưng đến lúc đó còn xin các vị tiên tổ không ngại nhìn nàng một cái rất lời im mắng không có linh bài ứng thanh truyền âm cũng là muốn hao phí hồn ý to như vậy linh đường chỉ có một trận âm phong thổi qua xem như gầm đồng ý làm sao những này hướng nguyên chậm rãi hướng phía kia nặng nề linh vị đài đỡ đi đến vừa đi một bên tiện tay ngưng kết ra một thanh màu máu dao găm tức phượng sơn phượng ra mật từ lấy máu nhuộm từ đường cuối cùng thứ 13 ba chương linh bài liền có thể mở ra mật đạo đây là kia ông ngoại cho hắn manh mối vây quanh tấm kia linh bài trước mặt hướng nguyên tay trái nhắc trí linh bài phía trên tay phải cầm lưỡi đao nhẹ nhàng tại lòng bàn tay rạch ra một đạo vết máu lòng bàn tay nhỏ nhói truyền vào trong tim đỏ bừng máu tươi thuận thế tuôn ra dọc theo vân tay như dòng suối nhỏ cốt cốt mà xuống tích đáp tại máu tươi nhỏ xuống tại linh bài một cái chớp mắt liền chui vào trong đó không thấy mảy may bóng dáng ước chừng qua mười hơi tà hữu thôn phệ đại lượng máu tươi linh bài bỗng nhiên nổ lên một trận màu trắng quang mang dường như mở ra một loại nào đó cơ quan từng đạo màu trắng trận văn từ linh bài phía trên cấp tốc lan tràn Mà ra như là giống mạng nhện trải rộng tại trong linh đường mỗi một góc đình trệ một cái chớp mắt nâng theo lấy một trận nặng nề âm ầm thanh âm một đạo mật cửa tại linh đường nhập môn bên trái chậm rãi mở ra trong đó ân ẩn, ẩn có u quang lộ ra theo ý thức khôi phục mặt đất băng lãnh xúc cảm lập tức từ bên mặt truyền đến mà cũng chính là phần này lạnh buốt để phượng tiên nho lập tức ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì dùng sức cắn môi răng không cam lòng rãy dụa lấy bỏ lên thân mà vừa mới đứng dậy chính là một cái lảo đảo cảm nhận được thân thể dị dạng về sau phượng tiên nho vội vàng thấy bên trong một chút chính mình kinh lạc lập tức lông mày của hắn liền không tự giác nhíu lại hắn hiện tại toàn thân trên dưới đau mà không bị thương phát giác được điểm này phượng tiên nho không tự chủ siết chặt nắm đấm các gao nhìn chăm chằm đường hành lang chỗ sâu một vòng nồng đậm lòng buôn bực cảm giác dần dần trong tim lan tràn bất quá cái này một vòng cảm xúc lại không phải nhằm vào kia hứa trường ca mà là đối chính hắn từ chất ngút trời đây là người chung quanh từ nhỏ đối với hắn đánh giá khi còn bé phượng tiên nho còn không hiểu cái này đánh giá y tứ nhưng theo tuổi tác tăng trưởng nhìn xem quanh mình người đồng lứa bị những cái kia căn bản không tồn tại đồ vật thầy chủ tu là mà không được tiến thêm thời điểm hắn mới dần dần lĩnh ngộ từ ngữ này y tứ bất quá cái này một phần bẩm sinh thiên phú cũng không để cho hắn có bất kỳ tự đại ngược lại để hắn cảm nhận được nồng đậm áp lực người đồng lứa hâm mộ trưởng bối chờ đợi cùng kia từng tiếng đem hắn nâng để đám mây ca ngợi đều để trong lòng của hắn dần dần ra đời một vòng sợ hãi hắn sợ hãi để người chung quanh thất vọng sợ hãi từ cái này xóa đám mây tè xuống sợ hãi có một ngày chính mình cũng gặp phải trong miệng người khác bình cảnh hắn không biết là người khác tán dương thời điểm chính mình nên lộ ra dạng gì biểu lộ không biết đứng trước người khác khiêu khích thiên tài chân chính nên có phản ứng gì hắn đã từng thử hỏi qua cùng là thiên tài tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ nàng nhưng căn bản không hiểu trong miệng hắn lời nói chi vật cho nên loại tâm tình này hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể cố gắng bắt chước tỷ tỷ trở thành lấy trong miệng người khác ngày đó tung chi tư. Hắn cứ như vậy một mực bắt chước bên người cái này duy nhất thiên tài mô bản. Tỷ tỷ là cái ôn nhu người, vậy hắn cũng chính là cái ôn nhu người. Tỷ tỷ đột phá mỗi cái cảnh giới tuổi tác đều bị hắn một mực ghi chép trong lòng, sau đó để cho mình cũng làm được. Nếu là như vậy, hắn hẳn là liền có thể tiếp tục đóng vai trong miệng người khác thiên tài. Loại này tới nguyệt một mực tiếp tục đến hắn 10 tuổi năm đó kia là một cái qua quyết bình bình thời gian hắn giống như ngày thường tại giờ mão rời giường dùng một khắc đồng hồ rửa mặt tiến về hướng phượng núi một mực thổ nạp tu hành đến trạng vạng tối giờ dậu bất quá không bình thường chính là ngày đó hắn tại triều phượng trên núi gặp được một vị trung niên nam nhân tán đi công pháp mở mắt ra một cái chớp mắt phượng tiên nho liền thấy được hắn hắn lặng lặng đứng ở một bên đánh giá hắn mặt không thay đổi dò xét hẹp dài trong đôi mắt thần sắc một tia thở dài cái ánh mắt này để phượng tiên nho có chút không thoải mái nhưng nghi đến là một thiên tài hắn không nên đi so đo cái này cho nên hắn mỉm cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi phượng tiên nho cho là mình làm được rất tốt nhưng này nam nhân sau khi nghe trực tiếp một cước đem hắn từ trên đỉnh núi đạp xuống dưới không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bất quá phượng tiên nho tuyệt đối đối phương hẳn là sẽ cứu hắn bởi vì hắn tại đối phương kia thân nào trắng phía trên thấy được phượng gia tộc huy đối phương là người của phượng gia mà hắn tưởng là phượng gia thiên tài cho nên khẳng định sẽ cứu hắn suy nghĩ hiện lên sau đó hắn chân gãy vách núi rất cao tu vi của hắn không đủ để triệt tiêu lớn như thế lực trùng kích trực tiếp bị ngã thành ngược lại bảy chữ nhìn xem đáng sợ thân thể cùng chỗ nào truyền đến toàn tâm đau đớn phượng tiên nho trong lòng của hắn lần đầu tiên bỏ lên trên một loại tên là em ngại cảm xúc nhưng thiên tài là không thể nào kêu khóc cho nên hắn nhịn được cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ nguyên nhân nhưng phượng tiên nho căn bản không hiểu vì cái gì nam tử kia muốn làm như thế bất quá rất nhanh phượng tiên nho liền phát giác được chính mình không có công phu suy nghĩ những vật này theo hoàng hôn tây sơn ba phủ tức phượng sơn sương mù đã lặng yên phù hiện ở trong rừng giữa rừng núi thú minh lờ mờ chuyển đến chết trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên cái chữ này nơi này quá lệch lệch đến căn bản không có người đến mà hắn gãy mắt trên đùi kia cỗ mùi máu tôi không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn yêu thú phượng tiên nhau thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế rút nhẹ nhẹ nhưng vẫn như cũ mạnh làm lấy chấn định hắn là thiên tài cho nên nếu là lâu mà không về tất nhiên sẽ có tộc nhân đến tuần hắn cái này thành hắn cộng cỏ cứu mạng nhưng theo đêm tối triệt để giáng lâm nghe hắc ám trong rừng có phải hay không truyền ra tiếng xô soạt âm thanh phượng tiên nhau cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc hắn thử la lên vài tiếng nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại bởi vì chân bị triệt để quảng đoạn ta sợ hãi bên trong hắn dùng tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nắm lấy đột nhiên hướng phía tự nhận là an toàn sườn núi thứ bỏ đi nước mắt ngăn không được hướng phía dưới rơi đi hắn không biết mình chỗ nào trêu chọc nam nhân kia chỉ là bình thường lên tiếng chào hỏi thế mà liền muốn giết hắn vì cái gì hắn không hiểu tại núi rừng tiếng sột soạt âm thanh bên trong hắn rốt cục mò tới đáy vực có do thân thể vượt qua thứ nhất thiên dạ muộn sau đó là ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư không người đến cứu hắn bởi vì ngưng hồn cảnh giới mang tới cùng đại tố chất thân thể hắn gãy mắt chân mặc dù đã ngừng lại máu tươi nhưng thể nội không khô trôi qua sinh cơ lại là ngăn không được cảm nhận được chính mình đang không ngừng suy yếu sợ hãi cùng sợ hãi chuyển hóa làm phẫn nộ oán hận dần dần ở trong lòng dâng lên nhưng hắn không có cách nào động đậy chỉ có thể dùng ngón tay dùng sức cào lấy vách đá phát tiết trong lòng khủng hoảng nếu là có thể còn sống trở về hắn nhất định phải không để ý cái kia cất chó thiên tài danh tự đen nam nhân kia giết mà tại phần này trong tuyệt vọng một tia biển cổ cũng lặng yên phát sinh Phượng Tiên Nho không ngừng dùng đầu ngón tay đào lấy vách đá mà dì ra máu tươi qua sự gom ít thành nhiều, một đạo huyền diệu khí cơ ba động bỗng nhiên mở ra, kia một cái chớp mắt, tại bên bò sinh tử bồi hồi mấy ngày hài đồng bỗng nhiên minh bạch nam nhân kia ý tứ. Bạn chuẩn bị sen tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 574, cho nên, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Thâm Thúy trong dũng đạo tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hướng Nguyên ngoái nhìn nhìn về phía một mực đi theo chính mình phía sau cái mông Phượng Tiên Nho, hắn cảm giác cái này chi thứ thiên tài đầu óc có bệnh. Từ mặt từ bên trong ra, vừa nhắc mắt lên nhìn thấy tiểu tử này hầu tại cửa ra vào. Không có động thủ, không có biện luận, chỉ là thanh thành thật thật đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài. Hứa Nguyên coi là tiểu tử này là bị mới một cái tát kia thu phục, loại hành vi này xem như hướng hắn chịu thua, kết quả đi đến một nửa, tiểu tử này trực tiếp cùng cái oán phụ bắt đầu nhắc tới cái kia không hiểu thấu. Mưu trí lịch trình, cùng Phượng Cửu Hiên đạp cái kia một cước cố sự, một đường đi một đường nghĩa linh tinh. Nhẫn lại tính tình nghe xong, hứa nguyên ngược lại là đại khái hiểu được cái này chi thứ thiên tài tôn sùng nhà mình cậu nguyên nhân. Phượng Tiên Nho đúng là một thiên tài, tại 10 tuổi đột phá ngưng hồn, nếu luận mỗi về cắn cốt từ chất đã thuộc về cùng nhiễm thanh mặc các nào một cái cấp bậc. Nhưng nghi lĩnh ngộ đạo uẩn cũng không chỉ xem cắn cốt từ chất, nếu là lấy Phượng Tiên Nho hồi nhỏ loại kia tâm tính triệt để định hình, vậy hắn đời này đại khái xuất cố gắng đều sẽ kẹt tại tứ phẩm không được tiến thêm hắn cần một cái lớn biến cố đến đem loại này mềm yếu tính cách tái tạo mà phượng cửu hiên xử lý thủ đoạn mặc dù có chút quá tại thô bạo nhưng hắn xác xác thật thật cho đến phượng tiên nhau cơ hội này làm hết thảy chân tướng đại bạch lúc trước oán hận đều đem truyền thành cảm kích cùng ngoài nấy bất quá vấn đề tiểu tử này cùng hắn nói những này làm gì để hắn giúp hắn truy tinh à tại hướng nguyên ánh mắt nhìn chăm chú phượng tiên nhau hơi ngửa đầu đối mặt ánh mắt của hắn ngư khí bình tĩnh tiếp tục nghĩ linh tinh nói Trường công tử, mặc dù một lần kia ta kém chút chết rồi, cũng rất oán hận không phân xanh đỏ đen trắng liền đen ta đạp xuống sườn núi gia chủ, nhưng nếu không phải gia chủ cái kia một cước, ta hiện tại. Ngừng, Hứa Nguyên liếc mắt trên người đối phương quần áo một chút, việc này từ ngươi cái này thân hướng Phượng Huyền văn áo liền có thể nhìn ra, nói điểm chính. Bị ở trước mặt chọc thủng, Phượng Tiên nho hơi có vẻ mất tự nhiên kéo góc áo, nhưng rất nhanh vẫn là thu nạp thần sắc, bỗng nhiên trịnh trọng thi lễ một cái, tiếp tục túc tiếng nói. Phượng Linh mình sự tỉnh, ta không có làm sai, đến quanh đi quẩn lại lượn quanh cái này một vòng lại trở về trong lòng thở dài một cái hướng nguyên bất đắc dĩ vô vụ áo bào tiếp tục dậm chân hướng về phía trước thuận miệng hỏi việc này ngươi liền không thể cùng nha đầu kia cầu thông một chút cũng không nhìn một chút người ta đều sợ người cũng sợ thành hình dáng ra sao phượng tiên nho không chậm chế chút nào trả lời trường công tử luận của bất luận dấu vết đây là gia chủ dạy ta người muốn học hắn gia chủ đại nhân luôn luôn là trong lòng tà mẫu mực Vậy ngươi biết nhà người mẫu mực hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể ôm thanh kiếm nghỉ ngơi à? Phượng Tiên Nho, người bắt hắn bộ này đồ vật tới đối phó chính mình người trong lòng. Hứa Nguyên ánh mắt thanh đạm quét ngay người thiếu niên một chút, đưa tay một ngón tay gò gõ đầu, cười nôn bốn chữ. Người não la hết. Phượng Tiên Nho, không quan tâm cái này ngốc tại chỗ thiếu niên, Hứa Nguyên trực tiếp hướng phía ngoài động đi đến. Một đường đi ra đường hành lang, Hứa Nguyên liền gặp nha đầu kia chính ngồi trôm hộp ở một đoàn mới răng lên đống lửa ngẩn người mà nghe được một nhóm ba người ra bước chân thiếu nữ cũng liền bận bịu từ dưới đất đứng lên thân phủ bụi trên người một cái thăm dò quan sát tại không có gặp phượng tiên nho thân ảnh về sau rõ ràng hơi thở dài một hơi nhỏ giọng hỏi trường công tử ngài ra ân phượng tiên nho hắn ở đâu chết rồi nghe được hai chữ này phượng linh mính một đôi mắt trong nhảy mắt chừng đến căng tròn tiến lên đón tới bước chân cũng không khỏi dừng lại anh nhìn xem ánh mắt của nàng hứa nguyên nhíu mày uy hiếp ngươi người bị xử lý ngươi thật giống như nhìn cũng không tính vui vẻ Phượng Linh mình lấy lại tinh thần, con ngươi rủ xuống, ánh mắt tại mặt đất có chút luồng cuống nặng nghiêm mắt nhìn lấy. Liền coi như hắn khi dễ ta, cũng hẳn là tội không đáng chết ta. À. Mặc dù rất đáng ghét tên kia, nhưng cũng chỉ là muốn đem đánh hắn một trận xuất khí trình độ. Anh, hứa nguyên cắt bước đi qua thiếu nữ, tiện tay tại nàng kia cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, dẫn nhiệm thanh mặc hai nữ đi vào đống lửa bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục mân mê lên kia chưa từng ăn xong bích phải thịt rán ta nói đùa hắn hẳn là một hồ liền gia, mà phảng phất vì ưng chứng hứa nguyên một tên thiếu niên áo trắng tại hắn rất lời lúc liền khập khánh từ bên trong hàng núi kia đi ra không có phượng gia huyết mạch trèo trống nguyên lai like mở rộng hành lang nương theo lấy một trận khí câu dần dần khép lại muộn chập trờn ánh lửa phượng linh mính cùng kia đi ra thiếu niên đối mặt một cái chớp mắt liền trực tiếp co lại đến hứa nguyên sau lưng chỉ lưu cái đầu thận trọng đánh giá đối phương phượng tiên nha hờ nhẹ một tiếng lạnh lấy khuôn mặt liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi bất quá hắn cũng không có bỏ được đi tại khoảng cách đống lửa bảy tám trượng vị trí tìm khổ lớn tảng đá nhảy tới tòa hạ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chỉ bất quá hắn cái này nhắm mắt dưỡng thần là hư mắt thỉnh thoảng liền hướng phía hứa nguyên cùng phượng linh mình bên này lướt qua một chút nhìn thấy một màn này hứa nguyên kém chút không có vui lên tiếng bất quá vì gắn bó vậy đại ca bên ngoài hình tượng hắn vẫn là nhịn được không có lên tiếng trêu chọc tại gia vị bình quán giòn vang bên trong hứa nguyên quanh mình yên lặng đại khai kéo dài ước chừng non nửa khắc sau mới bị một đại truyền âm chỗ đánh vỡ là phượng tiên nho truyền đến hứa nguyên coi là tiểu tử này muốn hắn ở giữa khi cùng sự tỉnh lão nhưng kết quả lại chỉ là nghe được trường công tử cái này tổ từ trọng địa có thể tiếp tục mượn linh mình dùng một lát dựa theo tộc quy chi thư tiến vào phượng gia mật tử xem như trọng tội phượng tiên nho đi vào là vậy mẹ cậu ngâm đồng ý tự nhiên không tồn tại vấn đề nhưng phượng linh mính nha đầu này nếu là bị trong tộc cao tầng biết được hơn phân nửa muốn bị trị tội nghe vậy về sau hứa nguyên đầu cũng không ném biết rõ còn cố hỏi truyền âm trả lời ồ vì cái gì phượng tiên nho thanh âm có chút niềm tin không đủ mang theo một vòng khẩn cầu công tử ngài hẳn là nhìn ra thể chất của nàng chỉ có phá kia phim đèn chiếu chín chén nhỏ tiến vào linh đường đạt được tiên tổ thí luyện nàng mới có tỷ lệ sống sót Hứa Nguyên liếc mắt tiểu tử này một chút, gấp gia vị tốt thịt xiên đặt giả nướng phía trên, nhẹ nhàng truyền âm trả lời, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta không muốn nghe truyền âm, không có tiếng. Thấy thế, Hứa Nguyên cũng không nóng nảy, thuần thục lật qua lật lại ngọn lửa bên trên thịt xiên các loại lấy bên kia thỏa hiệp. Tới nay tổ tự lấy một tấm lạnh bài, kết quả con phải xử lý những thiên tài này thiếu nam thiếu nữ yêu đương đầu não chiến, khó kéo căng, bất quá kết quả tóm lại còn tính là thật hài lòng. Chỉ ít xác nhận Phượng Gia Chi thứ này thiên tài thiếu niên là có thể vì hắn sử dụng, mặc dù đầu ông nhìn không dễ dùng làm dáng vẻ. Mà rất nhanh, Phượng Tiên nhò bỗng nhiên vang lên thanh âm phá vỡ chung quanh yên lặng, cũng làm cho ngồi tại hứa nguyên bên cạnh rụt rè thiếu nữ thân thể run lên. Trường công tử, lúc trước gia chủ để cho ta phá cái này trong động huyễn trận, nhưng sự tình dường giả sợ chậm trễ tu hành, việc này ta có thể để cái này ngu xuẩn để hoàn thành. Hứa nguyên sắc mặt trực tiếp đen lại, mẹ nhà hắn, nói liền không thể hào hảo nói, không phải cách cái này làm bức phương tam hào cơ đúng không? Bạn chuẩn bị xem tiên từ bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 575. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Hứa Nguyên hiện tại chỉ muốn đứng dậy đi quá rút tiểu tử này dừng lại. Đánh không lại lão, còn không đánh lại ngươi cái tiểu nhân. Cả kiện sự tình kỳ thật thật rất đơn giản. Phượng tiên nhau bên này không nề mặt câu thông một chút. Lấy tiểu nha đầu kia đơn thuần tính tình hơn phân nửa cũng sẽ không so đo quá nhiều. Mà coi như khỏi bị mất mặt mịt mở sách đầy miệng nơi đây chính là truyền thừa mật từ mà không phải cái gì huyễn trận sau đó phượng linh mình nha đầu này hẳn là điều có thể chậm rãi tỉnh táo lại có cái này mở đầu về sau ở chung coi như tiếp tục lạnh lấy khuôn mặt làm bức phương người ta cũng biết ngươi là mặt lạnh tin nóng mà lạnh lùng sau khi lại ngẫu nhiên phóng thích một chút lờ đãng thiện ý phần này hai nhỏ vô tư tình hình cũng coi như thỏa kết quả tiểu tử này là thật không cho mình lưu một điểm đường lui à lại như thế tiếp tục đoán chừng phải đợi đến nha đầu kia đi theo người khác chạy về sau tiểu tử này mới có thể biết cái gì gọi là đau nhức đang muốn đứng dậy động thủ, nhưng nghĩ nghĩ Hứa Nguyên vẫn là từ bỏ, bởi vì vô dụng, nếu là dựa vào bị đánh liền có thể cải biến một người tính cách, vậy hắn Hứa Nguyên đã sớm tại Hứa Trường Ca rồi nắm tay thành Phật sống, lấy một chuỗi thịt dầu tư tư thịt rắn sâu nướng, Hứa Nguyên đặt ở phần môi nhẹ nhàng thổi thổi, cắn một cái, một bên tinh tế nhầm nuốt, một bên chậm rãi thấp giọng trả lời, mẹ ta cầu hắn ăn bài đưa cho người sự tính người muốn làm gì ta không muốn quản, cũng không xen vào, nghe nói như thế, Phượng Tiên nho thần sắc hơi buông lỏng, mà một bên tiểu nha đầu sắc mặt lại là dần dần khẩn trương lên. Đối với nàng mà nói, trưởng công tử xuất hiện không thể nghi ngờ là chiếu nhập nàng thế giới một vệt ánh sáng. Nhưng bây giờ đạo ánh sáng này lại phải biến mất, liền như là tại rừng phượng đường bên trong những cái kia đã từng hào bằng hữu hướng nàng quăng tới ánh sáng đồng dạng. Bất quá ngấm lại cũng là, phượng linh mình tầm mắt hơi rủ xuống. Trưởng công tử xác thực không cần thiết vì nàng loại người này đi đắc tội tiểu công tử. Trong lòng đang nghĩ đến, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng, sau đó nàng liền nghe được trưởng công tử thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi mặc dù sờ tâm không xấu, nhưng ta dù sao đã đáp ứng nha đầu này, ưng thuận hứa hẹn không thể biến thành công xiềng. Nói đến đây, hứa nguyên nhìn thật sâu thiếu niên áo trắng một chút. Cho nên ta sẽ cho nha đầu này một tấm lệnh bài, nếu ngươi ngày sau tái phạm, đến lúc đó người chạy ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận. Dứt lời, đem sắt lá thăm tiện tay ném vào đống lửa, tại phượng linh mính mở to con mắt bên trong lấy ra một khối tướng phủ lệnh bài đưa cho nàng. Sau đó, hứa nguyên liền khoát tay áo, xoay người chậm rãi hướng phía bị sương mù bao phủ núi rừng bên trong đi đến hắn lời nói bên trong ám chỉ đã tới gần tại chỉ rõ có thể làm điều làm nếu là phượng tiên nho tiểu tử này còn khó chơi vậy hắn cũng chỉ có thể tôn trọng người khác vận mệnh buông xuống giúp người tình tiết theo hướng nguyên rời đi bạch mộ hy lừa mở vào mốc trệ bên trong thiếu niên thiếu nữ thở dài lắc đầu trực tiếp một cái thuần thân biến mất tại chỗ nhiễm thanh mặc thì ánh mắt thanh tịnh đánh giá hai người tự hồ nhìn ra chút cái gì há to miệng muốn nói chuyện nhưng nhìn một cái lâm tử chỗ sâu về sau chỉ là lựa chọn lấy phép nói một tiếng thất lễ liền đứng dậy rời đi theo ba người rời đi, đống lửa cái khác trên đất chống liền chỉ còn lại hai người. Không khí an tĩnh tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Phượng Tiên nho lạnh lùng thần sắc thượng lưu lộ một vòng quấn bách. Phượng Linh mình chăm chú nắm chặt hứa nguyên cho lệnh bài, lấy hết súng khí, nhỏ giọng hỏi Tiểu Công Tử. Trường Công Tử vừa rồi trong miệng hối hận, nói được nửa câu, nàng chợt phát hiện Tiểu Công Tử lỗ tai có chút phím hồng, không biết có phải hay không ánh lửa nguyên nhân. Nhưng sau một khắc, ý nghĩ của nàng liền bị Phượng Tiên nho cảnh cáo đánh gãy. Ngậm miệng, Trường Công Tử đã đồng ý người tiếp tục phá trận có công phu này ở chỗ này nói nhảm, không bằng nhanh đi cho ta khục, giúp ta phá trận. Phượng Linh mính ruột cổ một cái, lết qua hướng nguyên rời đi phương hướng, cầm trong tay lạnh bài nắm càng chặt hơn. Nhưng ở thiếu niên áo trắng nhìn chăm chú, thiếu nữ vẫn là chậm rãi từ dưới đất bò dậy, buông thõng đầu hướng phía sơn động đi đến, cắn môi sừng yên lặng rút ra trùy thủ của mình, đang chuẩn bị lấy máu khai trận, dư quang liền. Thoáng nhìn một đạo huyết quang đã từ phía sau kích xạ mà đến, đánh vào trận pháp phía trên. Nghi ngờ ngoái nhìn, nhìn lại, ta thấy phượng tiên nho chính chậm rãi dùng thuốc bột lau sạch lấy trong tay mới tinh vết máu không có nhìn nàng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng mặc dù trưởng công tử của ngươi thuận hứa hẹn nhưng người tốt nhất đừng được một tắc lại muốn tiến một thước bắt quá ngươi cũng yên tâm cuộc sống sau này ta sẽ chú ý phân tắc chỗ cho nên nói đến đây lời của hắn bỗng nhiên trở nên có chút khai bán dừng mấy tức hắn mới sắc bên trong lệ nhẫm thấp anh một tiếng cho nên tóm lại mới đừng tự tiện chạy tới đế kinh phiền phức người ta nghe xong hai cái thanh niên đối thoại ẩn nấp tại núi rừng bên trong hướng nguyên cố gắng nín cười cái gì cao lãnh chết ngạo kiều bắt quá nhìn thấy phượng tiên nho này tấm tư thái hắn bỗng nhiên bắt đầu hiếu kỳ hứa trường ca cùng tiểu thiên sư ở chung hình thức chuyến này đi tây phương đại mạc tựa hồ vừa vặn muốn đi ngang qua kia tàu tử địa giới nếu là đi ngang qua thời điểm có cơ hội ngược lại là có thể đi tiếp một chút Bày ra hứa trường ca cái này bước phương số 2 cơ, mà đoạn này quan hệ lại không thể cáo chi ngoại nhân, kia tàu tử trong bụng kim nén oán khí hơn phân nửa đã có thể giết người, vừa vặn có thể mượn cơ hội này hảo. Hào hỏi thăm một chút hứa trường ca bác quài, sau đó hồi kinh hung hăng cho hứa trường ca bên trên sắc mặt, nâng theo lấy một tiếng cười khẽ rơi xuống, ba người thân ảnh thân dấu công cùng tên, hoàn toàn biến mất tại núi rừng. Vào tay cổ báo lệnh bài về sau, hứa nguyên ba người tiến về địa điểm ẩn núp lấy xe ngựa, trực tiếp thẳng hướng lấy tây mạc phương hướng tiền đến vừa ra kinh kỳ trọng địa nguyên bản nhàm tràn đến để hướng nguyên có chút sinh không thể luyến đường đi bỗng nhiên liền có thêm một chút sắc thái bởi vì địa giới trở nên không thể nào thái bình chiếc tiểu đạo đi đường thời điểm ngắn ngủi không hơn trăm bên trong lộ trình xe đuổi liền gặp được mười mấy sóng phôi thây hoang dã đội xe càng là tự mình thể nghiệm nhiều lần bị cản đường cướp bóc trang cảnh trong đó mạnh nhất vì đầu thậm chí có ngưng hồn tu vi mảng lớn mảng lớn hoang phế dụng tốt mọc đầy cỏ dại đi ngang qua một chút thành nhỏ cửa ra vào thời điểm cũng có thể nhìn thấy tụ tập trại dân tị nạn trước cửa thành bảng thông báo bên trên càng là dán đầy chiêu mộ du hiệp trừ yêu treo thưởng trên đó thù lao phổ biến không phải rất cao nhưng nghi đến đây cũng là các thôn dân chắc phá lung tung mới cố gắng kiếm ra tới bạc liếc nhìn lại lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi đại viên nát giữa mặt tối tại những này địa giới thể hiện phát huy vô cùng tinh tế tại lớn tảng băng đề nghị dưới một nhóm ba người sửa lại quan đạo hành trình tận lực chạy tại những sự tình kia nhiều trên đường nhỏ thuận tay dọc theo đường vì dân trừ hại hai tuần thời gian trong nháy mắt mà qua ba người mặc dù không có gặp được cái gì cường địch nhưng vẫn là bị khiến cho có chút tâm lực lao lực quá độ bởi vì một chút xoắn xít bực mình sự tình có chút cướp đường đạo tặc thuộc về hiệp đạo chỉ cướp tiền không giết người sẽ gắn bó địa phương trị an trợ giúp bách tính chữ yêu càng sẽ đem dành được thuế ruộng đều tán cho những cái kia cực khổ người nếu là không có bọn hắn nguyên một mảnh đất giới yêu hoạn nhưng là không còn người để y tới cũng sẽ toát ra cái khác nạn trộm cướp một đám bách tính quỳ vây quanh người vì bọn họ cầu tình loại tình huống này người giết hay là không giết tại xe đuổi lái vào thiên sư phủ chỗ lớn danh châu cảnh nội thời điểm những cái kia gần như trải rộng tại mỗi một góc yêu tài nhân họa mới tốt chuyển một chút mà theo không ngừng triệt để đi vào châu phủ trực thuộc quyền sở hữu toàn bộ địa giới lại dần dần khôi phục thành kinh kỳ chi địa loại kia quốc thái dân an vui vẻ phồn vinh chi cảnh rất hiển nhiên thiên sư phủ sát thực như thương nguyên bên trong chỗ miêu tả như thế tận tâm tận lực thủ hộ lấy một phương này khí hậu bất quá bởi vì hiện tại năng lực có hạn chỉ có thể tận lực bảo hộ đến châu phủ mảnh đất này giới vào phồn hoa khai nguyên phủ về sau hứa nguyên một bên mang theo hai nữ tại khai nguyên trong phủ khắp nơi sống phòng tùng đã vài ngày để điều chỉnh tâm tình hỏng bét một bên không quên sơ tâm thử nghĩ biện pháp đi tiếp xúc vị kia tàu từ đại nhân nghe ngóng hứa trường ca bác quái nhưng rất đáng tiếc tại không cho thấy thân phận tình hùng dưới hắn căn bản tiếp xúc không đến tiểu thiên sư loại kia tầng cấp nhân vật nghĩ đến chỉ có thể nhìn một chút con đường về bên trên nhìn xem có cơ hội hay không hạ quyết tâm về sau một lựa chọn trực tiếp bài tại hướng nguyên trước mặt hắn là nên đi trước lấy ông ngoại lưu cho hắn phượng ra di dấu vẫn là đi trước táng long cốc bên kia đem tiểu long nữ đệ đệ hóa long tinh cho sờ soạng cả hai mặc dù đều tại đại mạc phụ cận nhưng cái sau đã cơ hồ tới gần đại viêm cùng thát triều biên cương